Cái gì vậy? Mình đi chậm dữ vậy con? Con trai gì đâu mà yếu xìu rồi ơi. Có hay qua nhà ba có rước con không? Trời ơi, nói chuyện kỳ mày. Không rước mày tao đứng trước công trường tao đợi mày ra làm gì? Ba khốn quá, ba chạy xe đạp, ba bắt con chạy bộ. Đó lại, mày, ở đây, nhìn lại coi, cái xe có cái yên nào không? Sao mà chở mày? Ba đừng rước con. Không rước mày gì? Tao đi chăn mày với tao rước mày hồi nào? Tao chăn con, ba giống con chăn vịt vậy. Chứ sao? Dạo này tao nghe nói bắt cóc dữ lắm, thì tao nghe lời má mày, tao tới trường tao chăn mày về thôi. Làm gì mà chạy tung tăng nãy giờ? Nói chuyện gì vui hả? Ba, hôm nay có chuyện vui ba. Ê, ba nghe. Đây, đây, coi. Hôm nay á. Có chuyện vui mình kể ba nghe, tao về tao nghe. Hôm nay á, con làm được việc tốt á. Việc tốt? Ơi, vậy mà có gì đâu vui. Thì bốc quá là mày giúp đỡ bạn bè trong lớp phải không? Không phải. Vậy là, à, giúp đỡ thầy cô trong trường phải không? Không phải luôn. Vậy thì mà dắt tay mà đưa người già qua đường đúng không? Sai luôn. Vậy thì nói đại đi mày, tao mệt rồi nha mày. Con á, mới gửi á cho công an xã 100 triệu á. Nói nghe nè, nhỏ mà nói xạo là không có tốt nha con. Nói thiệt mà ba, 100 triệu đâu có gửi cho công an xã, tào lao. Trên đường đi học về á, con thấy bịch ni lông màu đen. Cái con chạy lại con mở, con thấy quá trời tiền luôn á. Cái con biết á là người ta đánh rơi, con mới đem cho công an, con kêu mấy chú phải thông báo trả lại cho người bị mất đó ba. Ba thấy con làm việc tốt không? Con đi học về thấy bịch số màu đen con mở ra, con thấy tiền trong đó quá trời luôn. Dạ. Con đem lên công an xã, con nhờ mấy chú công an xã gửi cho người đánh rơi. Ừ. Mà khoan cho ba hỏi một câu quan trọng nè, cái lúc mà con cầm được cái bọc tiền đó đó, xung quanh nó có ai không? Con không thấy ai á. Không có ai hết. Dạ. Mà con vẫn cầm tiền con đem lên công an xã. Dạ. Trời ơi trời. Ba bị gì vậy ba? Mày thiệt. Trời ơi, không lẽ giờ tao bóc mà tao cho mày ăn chứ không cho mày ăn cơm. Trời. Mày ngu quá. Mày nghĩ sao vậy? 100 triệu. Mày cầm 100 ngàn mà cầm mày đem lên công an xã được. 100 triệu mà phải đem về mày nộp cho ba. Nhặt được của ghê á, không trả lại cho người khác á là không có tốt đâu. Trời ơi, mày nhặt được của rơi mà không đem về đưa ba, mày mới là người không tốt, mày hiểu không? 100 triệu. Ba mà xài tiền của người khác á là ba cũng không có tốt đâu. Trời, bây giờ mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Tao đẻ mày ra cho mày ăn học thì mày dạy đạo đức cho tao luôn hả? Mày muốn dạy không? Bây giờ tao dạy mày nè, từ nay về sau mày nhặt được của rơi là mày phải biết đem về đưa ba mới chưa? Sao mày đánh con? Mày đánh mày cho mày chừa cái tật. Mày trả treo với ba. Ba dạy mày mà trả treo với ba cái gì? Con cãi đúng mà. Trời ơi, cãi đúng hả? Mày cãi đúng hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Quýnh cho mày chừa cái tật. Để mày, để cho mày mày sáng ra chứ bây giờ mày còn ngu hóa. Mày dở quá mà. Đứng lại coi. Mày đâu vậy? Hôm qua nhà bếp ba Thăm. Ê! Trời đất ơi, cha con mà nó qua cầu nó rút dán. Mày qua nhà ông ba Thăm đi. Mày coi mày chạy thoát tao không cái mày thằng quỷ. Không có chạy ra ba Thăng. Đứng lại. Trời, tôi đứng nãy giờ tôi đâu có chạy đâu. Ông chạy không đó, ông chạy. Dạ. Ông đứng lại nha. Ông đứng lên coi. Ai vậy? Tôi nè. Tư Xỉn nè. Gì ông nội? Trời ơi, mặt ông làm gì thấy ghê vậy? Chạy tôi. Ây da, nhức quá. Đứng lại. Bây giờ tôi hỏi ông câu nào, ông trả lời câu đó. Cái gì ghê vậy? Mặt tôi là nghiêm trọng rồi nha. Biết rồi. Một câu một, trả lời liền. Nói đi. Con tôi đâu? Gì? Con tôi đâu? Bởi vậy ở xóm này nói ông vô duyên là đúng rồi. Con ông sao đi hỏi tôi? Tôi đâu có giữ con ông đâu. Lại nhắc. Đứng đây. Gì vậy? Nè. Nóng nè.
nóng nha. Tôi hỏi ông nha, ông trả lời xong ông bỏ đi một cái nha, máu chảy thành sông chỗ này luôn đó. Trời gì ghê hả? Cho ông cơ hội cuối cùng. Con tôi đâu? Hỏi con khác đi, bỏ con này đi. Tào lao. Chắc ông này trả lời không được. Con tôi đâu? Con ông giữ sao hỏi tôi trả lời. Nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông. Bây giờ ông giấu nó đâu? Trời ơi, sáng giờ tôi đi ngoài đường tôi không có về nhà đâu, tôi biết đó. Nhưng tại sao nó nói với tôi là nó chạy qua nhà ông? Thì có ông chạy qua nhà tôi đâu có gặp thế đâu. Trời ơi, ở vòng vòng với tôi đúng không? Ông mà giấu nó nghe, tôi thưa ông về cái tội bắt cóc con nít. Nè, đừng có nói bậy nghe. Ăn bậy thì được, còn nói bậy không có được nghe. Nghe. Được, ông bắt cóc con tôi mà ông còn chỉ tôi hả? Không bắt tôi chỉ, nghe tôi làm vậy mà. Nghe rồi ha, giờ tôi không nói nhiều nữa bây giờ. Ông không đưa con phải không? Đừng có trách tôi nghe chưa? Ông không? Sàm cái gì, sợ gì cha nội này? Trời ơi, anh ba. Ba ơi, ba ơi ba. Ba có sao không ba? Má, con phải bà má. Không anh ba ơi, anh tại sao? Anh cũng đâu có đẹp đâu mà bị sàm sỡ thế ra nông nổi này vậy. Anh ba ơi, trời ơi. Ba. Ông khóc cái gì? Nghe quán cỏ. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Mình lớn hết rồi mà. Trời, có gì mình từ từ mình nói chứ. Tại sao lại sàm sỡ? Mình đi. Tại sao lại đánh người ta ra nông nổi này? Thôi, nói cái gì phải cho người ta chen vô người ta nói chứ. Đã mình nói chậm mà còn đãi nữa thì làm sao người ta chen được. Anh ơi, thật ra là em cũng không muốn đâu. Anh biết không, tại em á là cái bẩm sinh của em như vậy rồi. Chứ em là em cũng muốn đi. Má ơi, trời ơi, mỏi cổ tôi quá. Tôi nói mà lắc qua lắc lại hoài, lắc theo không chết luôn à. Anh ba ơi, nó giết mà còn vậy nữa. Mau chạy thành sông rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Mà bớt giùm tôi cái. Mau đâu? Mau nè. Vậy xong rồi hả? Xong rồi. Gì? Mau. Tại sao hai người lại đánh nhau? Tôi không muốn thấy cảnh này. Cái gì vậy? Tôi đánh ông hồi nào? Mới thấy rõ ràng hai người đánh nhau. Cái chị ông có máu là do ông ăn ở sao đó, cái mặt ông có máu. Trời ơi, đêm hôm tôi nói là gió lớn quá, tôi tính đóng cái cửa sổ là cái cửa sổ đập vô mặt tôi. Nó bầm vậy chứ máu gì. Ủa vậy là bị cửa sổ đập vào mặt hả? Tự nhiên chả mất con ở đâu chứ lại cái đổ thừa tôi à. Ê, bây giờ vô nhà tôi đi. Vô nhà tôi kiếm. Nếu không có thừa ngược ông á. Thừa ngược tôi cái gì? Ông bắt cóc con nít. Anh ơi, khoan hai anh ơi. Em là em bị cái tật là em nói rất là chậm. Mà hai anh nói nhanh quá, cho nên là em không có chen vô kịp. Bây giờ hai anh ngưng chút xíu cho em chen vô cái. Hả? Bắt cóc con nữa. Trời ơi, bố người ta. Bắt cóc con nữa. Bố người ta. Bắt cóc con nữa. Bố người ta. Cái chuyện bắt cóc con nít tôi nói là cái tour trước rồi, sao móc lại vậy? Ổng bắt cóc con tôi, rồi qua bà nói với ổng trả con lại cho tôi đi. À dạ, em hiểu rồi. Hả? Mau! Ê, cái chuyện mau lâu lắm rồi bà ơi. Chết rồi, em nói lại từ đầu ha. Bà đi qua đây đứng, đi qua đây đứng luôn. Bây giờ sao? Con tôi đâu? Bây giờ con ông đi kiếm đi. Ông mà để bắt con ông ráng chịu ra, nó không có lợi nhà tôi nói trước nha. Bây giờ con tôi bây giờ nó không qua nhà ông, giờ nó đi đâu bây giờ trời? Biết đâu có lợi như là mấy cái nhà hàng xóm rồi bà bãi rồi đó, lợi nhà tao kiếm đi. Ông làm muốn ông đạp xe ông chở tôi đi kiếm giùm coi. Tại sao ông đi? Đi hết nổi rồi, dán cái xe qua cái cầu đi hết rồi. Trời ơi trời, mệt ông quá luôn á. Lên tôi chở cho tôi đi kiếm nhỏ. Trời ơi con nít nhỏ. Rồi chưa? Rồi đi. Con ơi là con. Ê! Trời ơi, lấy xe tôi đi luôn mà kìa chạy. Đúng rồi, con nít thì không thể nào mà nó đi lâu như vậy được. Trời. Ủa sao chị người ta. Ủa anh ơi, sao đi hết trơn hết trời vậy? Thôi đừng có khóc nữa.
Mày khóc cái tao sốt cả ruột tao luôn à. Bây giờ thôi con, thôi con ấy đi rồi có gì đi rồi dì Bảy nói với ba con cho nha. Đi về đi, về bển đi rồi có gì dì Bảy nói cho. Con không dám về đâu, con mà về là ba con giết con chết á. Trời đất ơi, bây giờ không về rồi mày ở đâu giờ? Ra buổi túi ngồi được không? Tôi kiếm tán chơi đi. Không chịu hả? Không chịu thì thôi giờ nói chứ ở giờ về nha. Nếu mà ba con qua đó thì con cứ việc con vô trong kia con núp ở trong đó đi. Để rồi chị Bảy ra thương lượng. Thấy không? Khi thương lượng mà được rồi đó thì Bảy kêu con ra. Con chịu không? À, đừng có khóc nữa nghe không? Khóc mày khóc riết nhưng mà trù quẹo tao làm ăn không có được. Thôi nhưng ba con tới kìa. Đâu? Ba con tới nhà bé rồi, nó còn đây nha. Chết cha. Vô lẹ lên. Vô lẹ lên. Càng ăn càng ngày càng mập quá. Ây, nặng quá trời quá đất luôn. Tôi nói ông á, ông là con người ác dơn thất đức lắm. Con ông đó không? Mà ông đánh á, nó như vậy đó, nó mới bỏ nhà nó đi, đúng không? Ông càng ngày nó càng lố lăng đó, nó quá vậy đó. Cô đâu rồi? Cô đi đâu rồi Lý? Làm gì vậy? Ủa xuống nào không cho hai hả? Xuống nào không cho hai hả? Từ lúc đầu là xuống rồi đó. Tại sao? Ông ngồi đây rõ ràng, ông ốm tôi mà. Ông chạy mà. Cái yên đâu? Xe ông hỏi tôi, cái yên ông đâu tôi, ông xuống nào ông lấy cái yên luôn. Lấy mà đâu tôi đó. Cái yên dính đâu mà lấy. Tào lao. Cái yên đâu? Xe không có yên. Ủa sao ông ngồi? Tôi quên. Tôi ngồi lên rồi tôi mới sực nhớ là ý, xe không có yên, vừa mới nhóm lên cái bỏ chạy luôn. Ủa sao? Nãy giờ tôi chạy được mình tôi hả? Ừ. Vậy tôi nói chuyện 46 mình tôi luôn hả? Trời ơi. Ủa sao chở thấy nặng quá hả? Nặng hả? Tại vậy tôi ngồi tôi đè xuống. Thôi vậy leo lên tôi chở đi đừng nói gì nữa. Tới rồi leo lên gì nữa. Quên nữa. Trời ơi, giết người mà không ở tù tôi giết ông rồi đó. Ông hâm dọa tôi hoài à, thấy tôi yếu ớt hâm dọa hoài này trả xe đó nghe. Tào lao. Có bằng chứng đại xe nha. Biết ai quá. Rồi vô hỏi thăm người ta đi. Trời ơi, con vô hỏi đi. Bảy ơi. Bảy ơi. Có nhà không? Gì vậy? Bà làm gì mà ứa ừa trong đó hoài vậy? Ai ạ? Dạ em. Ủa mày nào? Ba. Trời đất ơi. Ba nè Bảy. Thằng ba hả? Dạ. Mày ngồi sao nay mặt mày đẹp dữ vậy? Dạ. Mới sửa sắc đẹp hả? Không có. Thì hôm gió lớn qua vô ý bị cánh cửa đập vô. Tao nghi ngờ quá à. Nghi gì? Chắc đi qua nhà người ta có vợ chồng ta đó nó vô nó mới quánh cho bể mặt nè. Bậy không có đâu. Đứng nói chuyện đi, đứng lên nói chuyện chị quỳ gì vậy? Đó. Mày có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà mày nói. Dạ hả mày? Hả mày? Hai người giao lưu xong chưa? Đúng rồi. Rồi qua đây đứng. Cái chuyện quan trọng không hỏi vô tàu lao không? Rồi. Chị Bậy. Tôi hỏi gì một câu nè. Con tôi đâu? Gì? Mày mới vô duyên. Quýnh vô mặt nó tao. Quýnh rượu quýnh giùm tao. Dạ quýnh không? Dạ quýnh không? Ngu nè. Ngu nè. Làm gì chửi tôi? Trời ơi. Ông hỏi người ta thì ông hỏi. Con nhỏ qua đây chơi không? Tự nhiên hỏi con tôi đâu? Ai trả lời cho ông? Quên. Tôi tưởng đâu ông. Tôi tưởng ăn hiếp. Hiếp tôi luôn. Chị Bậy. Gì? Tôi hỏi chuyện cầu. Con tôi đâu? Tao không biết. Ngu. Mày ngu chứ ai ngu. Mày là tào lao. Xạo. Nó hỏi rồi, bà không trả lời, bà nói không biết. Mày thấy nó hỏi. Thì tao không biết, tao nói tao không biết chứ sao. Biết mà. Biết đâu? Giờ các bạn có biết rồi. Hả? Mày xạo không à? Tao hỏi thiệt mà, con tôi đâu chị Bảy? Tôi hỏi là hết sức lịch sự mà. Tao biết mày vừa bước tới cửa là tao biết mày muốn cái gì rồi. Trời ơi sao mà hay dữ vậy? Hay mười lớn mà. Cái đó là mày nói trúng rồi đó. Để tao nói mày nghe. Nhưng mà tao thấy cái thái độ của mày là tao không thích. Không được. Mình không có làm như vậy. Thái độ gì đâu được. Mày làm gì mà mày qua mày làm như mày muốn ăn thịt con mày vậy đó. Là sao? Là sao đâu mày trả lời cho tao nghe được là tao kêu nó ra. Bây giờ mày trả lời đi. Chắc hồi nữa tao đưa mày lôi vô bệnh viện quá. Xe đạp mà bắt đi bộ 4 cây số tao quê mày nãy giờ không mày? Nó tên ba Xạo mà. Xạo. Quay kia đi. Đó.
mày phải nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Rồi bây giờ vậy nè, bây giờ kêu con tôi ra đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với con tôi. Mày không ăn thịt nó. Mày ăn thịt nó sao được? Tôi hứa tôi không quýnh nó. Mày không quýnh phải không? Rồi. Chắc phải không? Chắc. Viết cho tao tờ giấy rồi chắc ăn. Bà má tôi hả? Tự nhiên bắt tôi ký viết giấy làm lum lại vậy? Viết giấy là mày cam kết là mày không đánh nó. Đúng mày rồi. Có đánh nó tao mới đem tờ giấy nó ra tao làm việc với mày. Đó. Chứ còn bây giờ mày nói cái miệng không ngay cái mày trở rồi tao làm sao tao đỡ được? Làm sao đỡ được? Ủa con tôi mà. Ủa bà đâu phải công an đâu. Xạo. Mày xạo một lát mày tin cái mỏ mày dài ra nữa không? Mày tin không? Tin á, tin được rồi. Để cái mỏ vô mày. Đứng yên miệng nha. Tào lao không mà. Ủa sao chưa nó ra đi rồi? Đúng rồi, từ từ. Từ từ phải không? Rồi. Con ơi. Dạ. Ra đây. Ra đây. Không có sao. Có gì bãi không có sao hết á. Đứng đây đi. Đứng rồi. Bảy bây giờ tôi kêu nè. Trời ơi mày nói tao là má nó tao chết liền rồi mày ơi. Tao gì vậy? Tội nghiệp tao, tao già cả rồi. Để cho tao tu hành tới nơi tới chốn đi con. Đâu, bà là má nó không có phiên bà chết. Tao hai anh em tôi chết trước nè. Tao hỏi mày cho mày nói bởi vừa nói tức thì đó nè. Mày vừa hứa với tao tức thì cái mày vô mày làm hùng làm hổ mày muốn ăn thịt đó vậy đó. Mày ăn được không nè mày đây. Ra cho nó ăn đi. Ra. Ra đi. Ra cho nó ăn. Ra ăn. Mày có tin là cái này vô mặt mày là cái mặt mày còn tệ hơn này nữa nè. Tụi hoài vậy. Tin không? Nước này tôi tức quá mà. Ê nước nhà người ta sao mà uống hoài mày. Uống ai mời mày? Tôi không biết là tôi có. Để vô. Mặt mày không muốn cho uống nước còn không muốn cho uống nữa. Uống có được đâu. Cái môi nó chè quá nó đổ dính cái môi rớt dưới đất hết trơn à. Ướt nhẹp cái quần đó kìa. Cái miệng tôi bị lủng vậy. Bây trời. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày đó làm cái chuyện trật mà mày không có nhận cái trật của mày. Trật cái chỗ nào? Chỗ nào tự mày lung tăng mày biết đi, tao biết hết trơn hết trời rồi. Trời ơi, thì ra ha. Thì ra mà dạch áo cho người xem lưng ha. Ha. Sao dạch áo cho người xem lưng là sao đâu mà cắt nghĩa cho nghe. Cái chuyện nó qua đây nó kể cho bà nghe hết đúng không? Đúng đó. Rồi. Thấy không? Mày vậy sao như vậy nó làm sai hay đúng? Nó làm gì là nó làm sai. Tại sao sai, sai chỗ nào mày nói tao nghe. Tao đập vô trong mặt mày đó. Gì ra mày, cái gì mày? Tao đang nói chuyện với con nào thì mày chọt như hoài vậy? Tao nói chuyện điện thoại mà. Đi, qua mày đứng. Lát là chuyện mày sai. Ừ, không yên cái đó nữa trời. Ê mày tử tế cho ở đây không cho tế đuổi đâu kia hả mày? Nghe cho mày. Ủa cái gì đâu chứ nhắc cho tôi. Cái tao đây chuyện này là chuyện quan trọng chứ không phải chuyện dở. Bây giờ vậy, qua vô đây ngồi. Mày vô đây mày ngồi, tao kể mày nghe chuyện này con mày tức không? Đâu, chuyện gì nói ngay. Trời ơi, tôi tức dễ sợ tức. Chị con... gì vậy? Kể ra coi. Mày kể cho bà nghe. Kể tao nghe mày. Cứ việc kể, con bình tĩnh kể, đừng có sợ gì hết trơn á. Có gì bãi bảo kê con rồi không sợ thằng nào hết á. Ủa, quên không sợ ai hết á. Chuyện gia đình sao kể coi. Sao cái chuyện của mày sao? Chuyện gia đình gì? Dạ hồi sáng đi học về con lượm được bóp tiền 100 triệu. Nó lượm được 100 triệu xong rồi nó đem nó đưa cho công an. Tức không mày... tức không ngu quá luôn. 100 triệu bao nhiêu cái lẩu vậy? Tao với ba mày nhậu cỡ nào? Nhậu cả đời chưa hết 100 triệu nữa. Nghĩ sao mày làm cái chuyện đó? Ê tao thấy hai đứa tụi bay nói chuyện sao tao mắc cỡ quá. Mắc cỡ vụ gì? Không biết tụi bay chắc mặt trai mày đá quá chứ tao nghe tao mắc cỡ quá. Mày đó phải nên học cái gương của nó đây nè. Nó nhỏ mà nó biết là không có lòng tham là mày thấy tốt rồi. Mày thấy chưa? Mày không có dạy con mày mà con mày nó được như vậy là mày phải cảm ơn cô giáo. Đúng rồi. Thầy giáo dạy nó. Thấy chưa? Bây giờ mày thử tưởng tượng coi nếu mày bây giờ mày mất. Ở nhà mày có 10 triệu thôi. Mà mày mất 10 triệu rồi mày sẽ đau khổ tới cái bậc nào mày biết không? Đau. Làm biết bao nhiêu năm mới có được dư được 10 triệu bạc. Bởi vậy. Bây giờ mày coi nó lượm 100 triệu mà nó không có nghĩ tới cái chuyện tham lam. Nó đem nó giao công an rồi công an xét tiền ra là ai có mất tiền ta lợi ta nhận. Đó. Có phải là cái việc tốt không? Tốt. Tốt ông nào quý mày. Sao cái kèo nào cũng có mày hết vậy? Hả? Hả? Ghi qua đây cũng là mày kêu. Đã vô đây mày hù theo không à? Nè, tôi nói cho chị Bảy nghe nha. Trời ơi, em mới làm gì bây giờ trên đời này còn người tốt nữa. Lụm tiền mà trả lại là chuyện xưa rồi. Thôi mày. Thôi xưa bây giờ không có nói nhiều nữa. Gì? Bây giờ con tôi dạy, đi về. Về mày. Mày không được quyền quánh nó. Mày hứa với tao rồi.
Bây giờ tôi không quánh nó luôn. Bà đi về, mày đi về với tao. Đi. Đi đi. Mày đi đi. Ê ba, về vậy? Kêu ai? Kêu ai? Quay, quay đây biểu. Qua đây. Tao có làm gì đâu, tao có nói gì đâu. Tao còn nói, tao không có nói gì đâu mày. Hai đứa nó đánh lộn á. Không có chơi mất dạy nha mày. Mất dạy gì? Xe tao đâu? Mày mới mất dạy á. Mày dám nói tao một tiếng nữa mày không? Tao nói mày mất dạy đó mà quýnh tao coi. Mày quýnh tao coi. Vô duyên. Cái xe mày mày hỏi tao sao tao biết được? Hồi nãy mày chạy xe tao. Tao giao mày rồi chứ mày. Mày giao cho tao. Ừ. Tao dựng ở đây. Rồi đó. Bây giờ mất tiêu. Kệ mày. Xe tao đâu? Xe xe mày mất hả? Xe tao đâu? Ai biết? Tao nói mày dựng mày hỏi tao gì? Mày để mày dựng đâu hỏi tao gì? Đó, thấy không, vai trả liền liền mày thấy chưa? Tiền của người ta mất á, mày muốn mày biểu ra đem này cho mày. Bây giờ mày đau khổ cái chiếc xe đạp mày đó, mày coi đi. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mất chiếc xe đạp à? Mày mày đưa ba 100 triệu đi, mày đưa ba 100 triệu qua mua được một đống xe đạp rồi. Đâu có 100 triệu là mày chết rồi. Ủa chuyện gì mà khóc vậy? Nè, đang buồn trong người đừng có nói cái đó, hồi quà cho quýnh lộn đó. Mất xe đạp rồi. Dì Bảy, dì mất xe đạp hả dì Bảy? Đâu có, mấy cái thằng Tham nó bị mất. Dì Bảy đâu có mất đâu. Trời ơi, bởi vì em nói anh rồi, mình đừng có tham lam. Mình nhặt được của rơi là mình phải trả lại cho cái người bị đánh mất. Như vậy đó, sau này lỡ mà mình có bị mất đó thì người ta mới thương mình. Người ta sẽ đi lấy cái của mình mất đó. Không mệt quá, không mệt quá. Mày nói một hồi nữa là tao tắt thở tại đây nè. Tao theo mày riết tao bệnh. Chứ nói mà nha. Chồng anh nói mà nha. Tao hết thời rồi. Mấy anh mấy chị, em mất của rồi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị đến đây đóng tuồng cho em thôi hả? Không phải đâu. Em á là em muốn làm như vậy để cho anh biết là mình mất của là mình đau. Trời ơi trời ơi, tôi nghĩ cái mỏ này ghê á. Đã mất tiền mất bạc rồi là cứ dẻo dẻo hoài à. Bây giờ sao, bây giờ giúp tôi coi kiếm cái xe đạp cho tôi coi. Cái xe đạp của anh. Ừ. Em biết. Trời ơi, lẹ đi bà nội. Em giấu. Trả cho người ta đi. Mày khùng đó mày. Em giấu để cho anh biết được là khi mình mất đồ đó, mình đau khổ đến cỡ nào. Cho nên mình bị mất đồ, mình nhặt được của rơi, mình phải trả lại cho người ta. Trời ơi. Thôi được rồi, dạy một bài học thôi. Bây giờ em đi lấy xe em trả lại cho anh. Trời đất ơi, cái con này mà nó nói một hồi nữa là kể như cái miệng tôi nó méo qua một bên luôn. Cái thằng nào ngu lắm lấy như cái này. Tao nghi mày quá à. Nghi. Tao hơi bị nghi ngờ. Bây giờ con, tao ba biết rồi. Thì được rồi, tao tao đi. Nhặt được cú rơi phải trả lại cho người bị mất. Tao nhận xe đi. Anh ơi, em trả xe cho anh rồi đó. Dễ thương quá, cho được nhỏ này được. Ủa xe em đâu? Mất rồi. Sau khi xem tiểu phẩm thì Khánh thấy rằng là một nụ cười hơn ngàn lời nói, anh Đình Toàn hả? Ủa sao anh không nói cũng không cười luôn vậy anh? Người ta kêu là bị đơ. Sao đơ? Anh biết, thiệt ra em cho anh coi tiểu phẩm này giống như để chọc quê anh chứ gì. Chọc quê gì đâu, em cho anh coi tiểu phẩm với tựa đề là không được tham của rơi. Vậy mà anh đòi chia tiền với em khi mà em lượm được cái bóp. Thì bây giờ nè, cái bóp nè, em với anh cùng chia được chưa? Thôi đi, coi tiểu phẩm xong mà vẫn đòi chia tiền thì thấy ngại đó. Ngại gì, thôi chia nha. Chia thiệt hả? Chia cho bớt ngại chịu không? Thiệt hả? Thiệt. À thôi chia cho bớt ngại đi. Không. Xem xong tiểu phẩm mà vẫn chia ha. Không kệ, người ta kêu lòng tham không đáy mà. Rồi đây nè, thôi chia nè. Bớt chia đi, muốn thôi lấy nhiều cũng được hết á. Công nhận, em nhặt được cái bớt đẹp ghê ha. Bớt quen quen á. Chứng minh nhân dân nè, Vũ Đình Toàn. Ê trời. Ủa cái gì? Cái bớt của anh hả? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Ủa anh làm rớt hồi nào vậy? Anh làm rớt lúc mà anh giữ xe đó. Trời đất ơi, chị đó. Người giữ xe lượm được, người ta đưa cho em để người ta nhờ em trả lại cho anh đó. Trời ơi, may mắn ghê không? May là em lượm được nha. Chứ người khác. Người trời... khác lượm được người ta vẫn trả cho anh nè, chứ phải như anh đâu mà đòi tham của người ta. Phải không? Chứ gì nữa. Trời đất ơi.
đó. Anh thấy chưa, cái cảm giác mà khi mà mình bị mất của mà mình tìm lại được thì không có một cái ngôn từ nào, không có một cái hạnh phúc nào có thể chia sẻ được, đúng không anh? Rồi, công nhận nha, nhặt được của rơi anh thấy rất là mừng, đặc biệt tại quan trọng là giấy tờ đồ nữa. Và thật ra anh Toàn nãy giờ đòi chia vậy cũng giỡn thôi, bởi vì chúng ta biết tiền bạc thật sự quan trọng thưa quý vị, nhưng trong cuộc sống chúng ta phải kiềm chế sự ham muốn của mình, bởi vì có rất nhiều điều ý nghĩa hơn đồng tiền. Đúng rồi, anh nhớ nha, tiền không phải là quan trọng nhất bởi vì còn có vàng và kim cương nữa. Nói chơi vậy thôi, chứ thật ra thì chúng ta đừng bao giờ tham của rơi, đúng không quý vị? Và bây giờ á, nãy Khánh nghe anh nói đến cái chuyện mà những cái áp lực trong cuộc sống, từ cái chuyện tiền bạc, tình cảm, rồi chăm sóc nhà cửa con cái. Đúng thì rồi. Làm sao chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình anh hả? Thật ra đôi khi có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, về việc làm, về gia đình, về công việc vân vân, tiền bạc, thì khiến chúng ta trở nên cáu gắt và dễ dàng làm tổn thương đến những người thân yêu xung quanh của mình mà đôi khi chúng ta không biết được điều đó. Dạ đúng rồi. Và có cái câu chuyện nào anh có thể chia sẻ với Khánh cũng như là khán giả của chương trình không? Không phải là một câu chuyện nhưng mà là một bài hát. Ồ, bài hát hả? Anh muốn gửi đến Khánh và gửi đến quý vị, kể về một đôi vợ chồng trẻ, họ đến với nhau và trong những giai đoạn đầu khó khăn của cuộc sống thì người vợ đã bỏ đi và đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì người chồng có giữ được người vợ của mình không anh? Ê, anh phát hiện gì nè, thường á, phụ nữ thường thích đọc một cuốn sách mà thích đọc từ dưới lên trên để coi cái kết quả nó như thế nào trước. Biết liền vậy đó chứ, đọc thời gian đầu muốn làm biến lắm. Thôi, mình phải theo dõi từ từ chứ. Thế thì quý vị muốn biết câu chuyện như thế nào, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Hãy Trân Trọng Người Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh. Bài hát được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, qua phần minh họa của Mỹ Hạnh, Trần Hùng và bé Kim Thư. Em đi đâu vậy? Như tôi đã nói, tôi phải rời xa căn nhà này. Thôi em đừng giỡn nữa. Anh đã sắp xếp gia đình mình tuần sau đi du lịch, rồi tháng tới du lịch nữa. Anh đừng có nói nữa. Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được chưa? Nhưng mà em phải thông cảm giùm anh. Tại vì anh đang thất nghiệp, anh hứa là anh sẽ cố gắng tìm việc làm, anh lo cho em, lo gia đình. Tôi đã thông cảm anh rất nhiều lần rồi. Khi anh lấy tôi á, anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, có khi nào anh thực hiện được không? Tôi không hợp với cái cuộc sống này đâu. Nhưng mà em, anh... Tôi quyết định rồi, con anh nuôi. Khi nào tôi có tiền á, tôi sẽ dẫn nó đi. Vậy đi. Em, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi làm. Mẹ đi làm xa lắm. Mẹ không có nói dối đâu, con phải ngoan. Mẹ đi rồi thì ai lo cho con, ai kể chuyện cho con nghe, ai đưa con đi học? Thì ba con. Không, ba... con không chịu đâu. Con muốn mình ba, con muốn mình mẹ à. Con ơi, con phải ngoan. Ba của con á sẽ thay mẹ làm tất cả những chuyện đó. Con hiểu không? Con ngoan đi. Thôi con không chịu đâu. Con à, con để mẹ đi đi, rồi mẹ sẽ về mà. Nghe lời ba. Mẹ, mẹ, ba ơi, mẹ bỏ con rồi ba ơi. Không có đâu, mẹ đi chơi rồi mẹ về mà. Ba hứa, ba sẽ đưa mẹ về nha. Ngoan nha, ngủ đi, rồi ba sẽ tìm mẹ đưa về cho con nha. Từng là tất cả, từng là một phần của nhau, thế sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu, biết trong lòng em
bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Chẳng thể giữ bước chân em quay lại. Người thì cố chấp, người thì ngộ nhận cứ yêu. Biết trong lòng em bây giờ đã khác. Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra. Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta. Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước. Người làm sao hiểu một người tổn thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Người làm sao hiểu một người tốt thương, đau lòng khi anh mất vô tình của một người mà ta đã quá thật lòng, đã yêu không hề toan tính. Giờ làm sao để cho người hiểu ra bây giờ ta đã quá xa lạ. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Biết người hạnh phúc giờ có được gì, có trái tim yêu thôi thì có được gì. Lê Khánh thấy đó, những cám dỗ của đồng tiền đã khiến cho người vợ sa ngã. Dạ đúng rồi, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thử thách. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách anh ha. Nhưng quan trọng là cuối cùng người chồng đã tha thứ và chấp nhận người vợ trở về để gia đình được hạnh phúc. Và hãy trân trọng những người yêu thương xung quanh ta. Đó chính là thông điệp mà bài hát gửi đến tất cả quý vị. Anh Đình Toàn ơi, qua bài hát này thì Khánh nhớ đến một câu chuyện rất là hay. Khánh muốn kể cho anh cũng như là khán giả của chương trình nghe đó. Chính xác, nếu là câu chuyện hay thì phải chia sẻ với mọi người. Đúng rồi, chắc chắn phải chia sẻ thôi. Vâng, đó là một vở hài kịch rất dí dỏm và vui tươi. Vở mang tên Đoạt Long Cướp Phụng của tác giả Võ Lê Văn Tùng, với phần thể hiện của các danh hài chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái. Con ơi, con về đây với mẹ con ơi. Con ơi, con ở đâu? Con về đây với mẹ.
mẹ đi tìm con khắp chân trời gốc biển mà không thấy con. Con ơi, ngày nào mẹ con mình cùng chung với nhau mà bây giờ con bỏ mẹ con đi à con ơi. Trời ơi, cái miếng giấy này dán khắp cùng xóm, khắp cùng làng mà sao không có ai, không có ai biết tin tức, không có ai đòi tiền, không có ai đòi tiền gì hết trơn. Trời làm sao? Trời ơi. Có tiếng khóc. Tiếng khóc ở đâu hả? Trời ơi, con của tôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Người ta nỡ đào cắt đứt tình mẫu tử mẹ con tôi. Mộ tư thâm tình rồi đây phải gì nát. Trời ơi, hơi hán thì cái ghê quá hát hoài à. Mà như tôi nhớ hồi xưa hơi hay lắm mà sao hồi nay cái hơi hán gì kỳ vậy? Nhớ con. Nhớ trời con ơi, có gì đâu mà nhớ. Nhớ hả? Nó đi qua nhà bạn trai chút rồi nó về chứ có gì đâu mà. Đúng rồi, có hoài không nhắn chưa? Tôi qua nhà bạn trai nó rồi. Rồi sao? Tôi hỏi bạn trai nó thì bạn trai nó tôi không thích chơi với con gái. Gì vậy? Tôi thích chơi con trai thành ra con tôi nó giận nó bỏ nó đi. Chết cha, con mà gặp BD hả? Không biết. Rồi coi bà dán cái gì đó. Đưa coi. Đây. Hả? Mèo. Con ơi. Mèo. Con về với mẹ hả con? Không. Cháu đừng có nỗi đau khổ của người ta hả? Tự nhiên là vô duyên quá. Làm gì mà ông ở không, ông rảnh quá vậy? Đúng là vô duyên thiệt mà. Tự nhiên người ta đang mất con, chọc người ta meo 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 quá vậy? Ông này ông vô duyên lắm. Tôi rảnh đâu vô duyên. Tôi là chủ của một cơ sở đàng đàng ăn uống đàng hoàng chứ bộ. Thấy bả mất con tội nghiệp bả định qua đây rồi chém gió chứ xíu cho vui thôi. Ủa mà muốn ai muốn chém gió như tôi chém được sao? Người ta nói á, chém gió là một nghệ thuật mà người chém gió là một nghệ nhân. Chém gió phải biết lúc nào cần, đừng vì hăng chém mà răng không còn. Trời ơi. Chém gió có bữa bị hàm chém gió, bữa chém bị chém có bữa bị rồi trúng gió. Có bữa bị rồi người ta cắt máu miệng trào ra. Phi à em. Dạ. Phi em. Dạ. Em đau khổ quá, em mất khôn rồi. Tại sao em đăng một cái thông báo như thế này? Nè, tôi đọc cái thông báo của em nha. Dạ. Con đang ở đâu? Hãy quay về với mẹ. Đúng. Mẹ nhớ con lắm. Đúng. Nếu ai thấy Phụng ở đâu thì xin thông báo về bà Phi. Ngược lại, nếu ai thấy bà Phi ở đâu, con báo cho Phụng. Tạo hậu tạ. Mà con nhận nha. Mẹ thì tên Phi, con thì tên Phụng. Phi Phụng tên dễ thương quá. Ê mà chưa ấn tượng nha. Sao? Mẹ tên Phi, đặt con tên ngựa, Phi ngựa mới ấn tượng. Vô duyên quá. Cái này là vô duyên vậy, tôi quánh ngay trong miệng ông bây giờ. Chứ mày đặt Phi Phụng, Phi Phụng ta đưa bà Phi Phụng hại lỡ bà đó. Ai? Không phải hả? Nói chuyện gì? Tại vì tôi là Phi, con tôi là Phụng. Ừ. Như hai tâm hồn chết cha hát gặp kèo nhau mà con tôi nó đi xa rồi. Thôi tôi lại bà. Trời sao nó giờ bà cứ ca hoài vậy trời. Đi xa mà nó kìa mèo 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 mèo. Mèo mèo mặt như mèo xấu xấu lắm không được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi đi tìm con mèo mà người tưởng ta đâu tìm con người không. Người ta chế giễu trong cái tình cảm của mẹ con tôi. Người ta coi thường mẹ con tôi. Con ơi, con về đây để người ta đừng chế giễu mẹ nữa con. Chế giễu gì? Bề gì? À, một con mèo tên Phụng thì được. Tự nhiên Phụng, người ta tưởng con gái bà thiệt. Đúng rồi. Bởi vậy, tôi nói thấy cái thông báo đó, tự nhiên tôi chạy qua đây để tôi coi con nó như thế nào. Trời đất ơi, con bà ơi, bà đăng cái gì đâu không á. Thì đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha lên lên cưng. Đền gánh nè, đền gánh người ta. Giết ra. Cái gì vậy trời? Điên. Em ơi. Điên mà bán ve chai hả? Em ơi, em đi bán ve chai hả em? Bây giờ em đừng có giao ve chai nữa. Mà bây giờ em giao dùng cái này nè.
Bây giờ nạp bao nhiêu tiền cũng được hết. Dạ. Thế nè, em làm ơn em giao giùm đi. Mất con tôi. Ai giùm ai, em đừng có giao. À, bán dây chai. Mà em nói là đây nè, em giao nè. Con đang ở đâu, hãy mau về đây với mẹ, nhớ con lắm. Mẹ con nó tên là Phụng. Trời nghe ơi. Nghe. Bà mèo nữa, bà Phụng hoài mệt mỏi. Trời ơi. Dạ. Bà Phụng nói tiếng người không được, nói tiếng mèo mèo. Thôi, người ta chế giễu con tôi kìa. Trời ơi, sao mà già rồi mà khoái chế giễu thế? Này nghe nè, con nói bà nghe. Tôi là làm việc nghĩa không à? Dạ. Hay bán ve chai nghèo hèn cho có tư cách lắm. Dạ. Giúp người không cần tiền nha. Dạ. Không cần tiền đâu, muốn cái gì nói tôi giúp cho. Dạ. Nha. Tôi nói cho chị nghe nè. Cái gì đó? Yên tâm cái đi. Cái cô này nè. Sao? Bữa hổm nó hang là cổ đi bán ve chai. Cái tự nhiên cái cổ xùi một bếp ra. Cái cổ vũ e như vậy nè. Chắc cô cậu gì nhập vô cổ rồi. Cho nên đó, bây giờ đó ha. Mình chị cậu nó đi. Coi cô cậu gì vô đó rồi người ta chỉ con Phụng của chị nó ở đâu. Biết không? Phật. Làm ơn cô hay cậu gì về giùm. Cô hay cậu về giùm. Ngồi trên đòn gánh. Hả? Ừ. Hay quá. Thấy không? Chỉ có cô cậu ngồi được vậy thôi chứ làm sao ngồi được. Được đó. Phù thủy còn ngồi trên cái chổi được mà. Thì người mặc khúc mài ngồi trên đòn gánh là bình thường. Khi nào gãy đòn gánh mới là người thường thôi. Làm ơn cô cậu. Làm ơn dùm. Cô đi mà cô. Ta là cậu. Cậu thấy chưa? Cậu chứ không phải là cô. Kêu xin cô đi. Một hồi. Ta thăng bây giờ. Dạ dạ thăng thôi. Bây giờ. Cậu nè. Cậu ơi, xin cậu quá. Đi. Cậu lạnh quá. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp cho con để đưa con Phụng về với con của con. Bây giờ con Phụng nó bị mất tích rồi cậu ơi. Con Phụng có phải là con mèo đúng không? Mèo. Không, con Phụng là con mèo. Ở dưới âm phủ người ta không có nói mèo, người ta nói tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân tức dậu hơi. Con mèo đúng không? Mèo đúng vậy đúng. Rồi hay quá. Hay quá. Sao sao mà đá chặt đá bộ chặt. Mèo Phụng có phải trước khi mất tích thắt cái nơ màu vàng và đeo cái kiều màu bạc đúng không? Quá đúng, trời ơi, đúng là con của tôi rồi cậu ơi, làm ơn chỉ giùm tìm được con tôi đi cậu. Rất dễ. Con của con nó ở đâu? Đi hướng đông. Đi hướng đông. Gặp con sông. Con sông. Đi hướng tây. Gặp cái cây. Đi hướng nam. Gặp cái am. Đi hướng bắc. Gặp cây tắc. Đào xuống đất hai tấc. Trong mây đen mưa giông âm u, người ta kéo về âm âm mang theo con mèo. Cậu ơi cậu. Hả? Cậu ơi cho tôi hỏi cái bài này nghe quen lắm. Bài gì vậy cậu? Bài quen. Người về từ lòng đất. Rồi vậy chết nhắc rồi đó. Đó đúng rồi. Nó đã chết rồi. Ủa sao vậy nè? Trời ơi. Sao tự nhiên? Trời ơi. Trời ơi, bán chai chai mà bị hạ thiếp lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thì ra thằng già này với con quỷ cái này. Trời ơi. Trời ơi. Ác đâu. Trời ơi, tôi bán dây chai mà. Nội dây chai, bà bình tĩnh, bà nội dây chai. Tôi đi. Tôi hãm cái bà dây chai vậy bà nội. Trời ơi, ông hạp lột đồ tôi ra làm chi. Đâu? Trời ơi, không có rồi. Trời ơi, hạp người. Trời ơi, mình vậy nói con quỷ cái là được không à? Tôi vậy mà quỷ cái à, có được không vậy à? Trời đất ơi, bực dễ sợ à. Bà Dương ơi, bây giờ chị tính làm sao? Con của tôi nó đã về lòng đất rồi. Ai giết con tôi? Bà nghĩ sao vậy? Tự nhiên mấy bà là tự đi nghe mẹ một cái con khùng nó lên cơn rồi đi nghe theo lời nó nói nam bậy đồng bạ không sợ nó bị gạt mình hết trời. Thôi ông nín đi, lừa gạt cái gì? Người ta có lấy tiền lấy bạc cô tiền của mình ra trước đâu mà nói người ta lừa gạt. Người ta chỉ là ông cô bà cậu người ta lên rồi người ta chỉ giúp mình đi tới đó vậy thôi. Lừa gạt lấy tiền của ông nào nó lừa gạt. Đúng bà Dung nói đúng, tôi đồng ý, tôi theo phe bà Dung á. Tại vì sao mình hãy thử một lần xem sao rồi sẽ biết ngay thôi mà. Mất mát tiền bạc gì đâu mà không thử. Ai giết con tôi? Mày nói tôi hả? Đừng nói dòm qua dòm lại. Gì? Tại vì tôi là thương xuất vật. Con Phụng của tôi qua đây mới đào những cái cây cối của ông. Thành ra ông sợ hư.
ông giết con tôi. Ê, đừng có nói bậy. Ông đặt cái camera. Camera gì? Cái camera. Bà đừng có nói là tôi không biết yêu súc vật nha. Vô nhà tôi, bà sẽ thấy súc vật đầy hết trơn. Ông làm cái gì trong đó, nuôi gì? Rẹp, mũi, gián, thật là. Con lỡ cái gì mà cái ghê vậy? Vô nhà tôi đi, tôi không yêu súc vật rồi nào. Thôi bây giờ dám giết nó hết trơn. Bây giờ nó xanh sôi nảy nở, nó cắn tôi quá trời luôn. Trời ơi, bây giờ mình đi tìm đi, đừng có nói nữa. Tìm, đúng, mình đi tìm, mình phải thử mới biết được chứ. Đi, đúng rồi, đi, đi. Mình đi, tìm, đi. Tìm để chi, tìm để làm gì? Tìm để kiếm được con Phụng con tôi. Bà nói nó, cái bà kia nói nó bị chết rồi. Thì chết phải thấy xác chứ bộ. Chết người thì vẫn còn con người. Mà chết thì phải thấy xác. Đúng. Đúng rồi. Cái quan trọng bà muốn tìm coi thủ phạm giết con mèo bà là ai chứ gì. Đúng, đúng rồi. Nè, chị thấy tôi nói hay không? Tôi nói cậu Cẩn hả, cậu Linh dễ sợ luôn. Chỉ một phát là mình đi tới ngay chốc luôn, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Quá giỏi, còn gì nữa đâu. Bởi vậy chị phải đi tạ ơn người ta đi ngay. Chứ đừng có thấy vậy rồi quên luôn à. Đâu có quên, tôi ngồi tôi chờ cậu Cẩn nè. Tôi ngồi tôi chờ mà. Chứ đâu phải tôi không chờ đâu. Nhưng mà tôi nói thiệt. Sao? Bây giờ làm sao? Làm sao? Thì bữa hổm nó cậu Cẩn chỉ mình đi tới. Ủa mà cái chỗ nào tôi quên rồi ta? Tôi nhớ nè, bữa mấy bà thiệt tình không có nhớ gì hết trơn, nó lo. Không chịu nói để đứng đằng cái cao đó hoài. Chứ bây giờ nam nữ thọ bất thân chứ, tôi ngồi gần cái bà nói tôi dê bà làm sao? Tôi già có giá trị của già chứ, tôi dán màn nói chuyện coi. Già mà đầu búp bê thấy gốm. Tao nói môi đen đó. Con mặt thấy gốm không? Thôi nhớ rồi nói đi. Tôi nhớ chi tiết hết trơn á. Hôm bữa cậu nói là để coi, đi hướng đông gặp con sông. Đúng. Đi hướng tây gặp cái cây. Đi hướng nam gặp cái am. Đúng. Đi hướng bắc gặp cái tắc. Đúng. Đào hai tắc nhìn xuống đất thấy xác con chị chết. Trời ơi, 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 ơi. Rồi chôn con tôi thứ hai tấn đất lần trời. Thì đó. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông anh nha, bữa đó nha, vừa thấy xác của con Phụng một cái trời ơi, tay chân tôi nó bụng rụng hết trơn luôn. Trời ơi bà Dung, sao bà giống tôi y chang vậy? Dạ. Tôi với bà như thần giao cách cảm hay sao? Lúc nào cũng có những tâm lý giống hệt nhau vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, khi mà đào xác cái con mèo đó, con sợ là con Phụng, con của chị đó. Trời ơi, ốc ác tôi nổi hết trơn hết trời nha. Tôi rung bần bật vậy đó. Nhưng mà ông Dũng bình chân như vậy, mặt tỉnh bơ à. Trong cái ổng là ai? Ổng là thầy phong thủy ha. Vậy mà không tìm được xác con chị, mà trong cái đó một bà dế trai tầm thường còn con thôi, vậy mà tìm ra xác chết của con Phụng con chị. Ác lắm. Cái thằng cha già mốm đó. Chị bên nói chung là chị phải có trước có sau đó chị. Tao nói là vuốt mặt nể mũi, còn chị vuốt mặt dục mũi em bỏ luôn nha chị. Tôi xin lỗi. Em cũng móm giống chả nè chị. Tôi xin lỗi. Đồ tứ thằng trai dài gì. Hỏi. Trai giỏi giả ghê lắm. Thôi bây giờ tôi nói cho Dung nghe. Con của tôi qua thì chả có những cái cây đẹp. Những cái cây mà cái mùi vị mà con Phụng nó thích. Nó thích nó vô nó ị trong đó. Thầy chả đặt cái camera. Chả vừa thấy. Chả đập con tôi chả vùi sâu với hai tấc đất. Mà cũng tại con chị, phải chi con chị là con nó háo sắc đi không nói, đằng này nó háo cây, phải mê mèo đực đẹp đi không nói, đằng này nó mê cây đẹp, nó chết là đúng rồi. Em xin lỗi, em có lỗi chị. Đồ thứ cha già mắc dịch. Mắc dịch dễ sợ. Nè, nhưng mà tôi nói chị nghe nha, chị phải mua đồ chị tạ lễ cậu Cẩn đi. Cậu Cẩn linh hiển dễ sợ luôn. Bữa cha già đó, cha đầu hói đó, thằng chả cũng mất cái con cá đục. Chả cũng nhờ cậu Cẩn chỉ một cái cho đi tới nơi cho gặp liền đó. Tôi không tin cũng phải tin đó. Trời ơi, phải tin cậu Cẩn thôi. Còn chỉ có ông nội mà đầu hói là người không có đạo đức. Tôi nói là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức, mà ông không hề có đạo đức. Bây giờ đó mình phải quánh trẻ cho trẻ chưa. Thôi đừng có quánh người ta hở vậy, cái đồ quánh hoài à. Tôi nói vậy thôi chứ dạo mà quánh tôi đi. Cậu Cẩn kìa. Cậu Cẩn. Cậu Cẩn đẹp quá, bữa nay cậu Cẩn đẹp quá. Cậu Cẩn hút thuốc. Hút thuốc? Trời ơi, cậu Cẩn hút thuốc kìa. Cậu Cẩn ơi, cậu Cẩn sao đi giống liệt lung quá vậy, giống bị liệt lung vậy. Tại nhạc
Trời ơi, cậu Cẩn hôm nay hút thuốc đẹp quá. Cậu Cẩn ngồi đi, cậu Cẩn. Nè, của chuyện của chị thì chị vô đi, đứng gần cậu đi. Hỏi gì? Cậu về đó. Dạ, cầm những cái thuốc cho cậu. Dạ. Đừng có hút nha. Không, hút đâu. Thôi, gác lên cho cao, cho trái cho cao. Ôi, không được. Dạ, vô xuống đất kia, cái chậu cậu đó đó. Dạ, thưa cậu Cẩn. Dạ. Biết rồi. Từ từ. Dạ. Cái nghiệp cái số nó còn. Dạ, số còn. Cho nên bây giờ là không có đi bán về chai luôn. Ủa? Đi giúp người. Dạ. Sáng sớm là đã đi giúp người, cái nghiệp cái căn nó lớn quá. Trời ơi. Dạ. Nó phúc lên mây luôn vậy, từ chai thành bà tiên luôn vậy trời. Nhà có rượu không? Dạ rượu, có rượu không anh? Rượu hả? Có cây cổ thụ kia kìa, không có rượu, có cây cổ thụ kia được không? Không được, anh đừng vô duyên quá. Không ẩn giận anh bây giờ. Lại cậu. Chết đâu mà lại. Quên. Là câu khó quá. Nữ. Cái chết của mẹo Phụng mới chỉ là sự khởi đầu trong căn nhà của cô thôi. Chứ còn gì nữa vậy? Còn rất nhiều. Chung quanh nhà này ám khí rất nặng. Sao chị đâu vậy? Ai biểu đứng hướng đó. Chết cha. Ám khí hả cậu? Đúng rồi. Bây giờ hỏi nữ còn nguyên hết đúng không? Dạ còn nguyên nghĩa là sao à? Cái ý bà hỏi là bà còn trinh không? Đúng rồi đó. Ý là hỏi là chị là hàng tồn kho phải không? Giống như là trinh nữ mà ở trong lâu đài vậy đó. Cái lâu đài này ám khí rất là nặng. Ám khí là sao nó à? Nó rất là nặng. Nó bắt đầu ám vô tới nữ. Nữ sẽ bị nó ám. Ế chảy dài, ế sệ, ế đến lúc không còn ế nữa. Đúng rồi. Vì ám khí cho tới giờ bà vẫn ế đó, thấy chưa? Anh vô duyên quá. Lại cậu, làm sao cậu cho tôi có một người đàn ông đi. Yên tâm, từ từ. Tôi thích lắm à. Biết, nhìn mặt bà là biết thích rồi. Nó lộ chứ nó đâu có kính vô trong miếng nào. Chị không có chị đó. Để cậu Cẩn coi. Trời ơi! Cái gì vậy? Ám khí gì vậy? Ta chưa thấy nhưng ta la cho có không khí thôi. Hả? Trời ơi! Trời ơi, vô duyên thấy gớm là tự nhiên động với cái người ta. Cái gì vậy? Cậu! Ta la coi cái giọng ta còn la được nữa hay không thôi. Trời ơi! Cậu đang rảnh quá. Rồi! Trời ơi! Căn nhà này nó đã bị ám hết toàn bộ rồi. Trời. Nó đã ám từng người. Không ai trong con người chúng ta còn là người nữa. Đây là con quỷ già. Trời ơi. Con quỷ vừa. Đừng nói tôi là con quỷ cái nữa nha. Con quỷ lai căng. Con quỷ lai căng là sao? Chưa xác định được giới tính. Bực ghê vậy đó. Để tóc con bê ai có hiểu lầm hết trơn. Bực mình quá nha. Dân. Dạch màn lên coi. Quan trọng trong căn nhà này là có một vật rất nặng. Trời ơi. Màu vàng. Nhưng cái đó là cái âm khí rất là nặng. Nó phóng ra rất nhiều khí độc. Mà cỡ như các người thì không chịu đựng được đâu. Chỉ có ta mới hóa giải được thôi. Có gì không? Không có gì hết. Trời ơi bà Phi ơi, có thì nói đại đi. Trời ơi cái âm khí gì vậy? Bây giờ bà phải nói để cứu lấy bà đó. Một là nói ra, hai là tra tấn giả mang đi. Trời ơi. Bà muốn sao? Ai tra tấn tôi? Muốn ế chồng hay muốn có chồng hay muốn bị ám khí? Bà nói ra. Bà nói đi. Có đúng không? Dạ muốn chồng. Muốn chồng thì nói đi. Trời ơi. Muốn ôm chồng. Ừ. Muốn ôm đàn ông thì có. Có hả? Vậy thì bà giao cái đó ra đi. Nói ra, đừng để trong lòng làm cái gì. Thôi ta về, ta không có thời gian nữa rồi. Ta không có thời gian, ta phải đi giúp người khác thôi. Đừng kéo ta, đừng tuột quần. Đừng tuột. Canh tuột quần nữa hả? Dạ không. Bây giờ cậu phải ở đây, cậu đứng cho người ta nói chứ. Đó. Đi vô lấy cho tôi. Nặng lắm. Ráng lấy cho tôi. Lấy gì? Chính vì nặng cho nên khí nó mới nặng. Ám khí nó nặng lắm. Mấy chục đi nhiều. Anh vô anh khiêng phụ với tôi anh. Dạ, có bà, nó đại gì đâu nhưng mà giấu làm cái gì không biết nữa.
Dạ thưa cậu. Dạ sẵn đây cậu cũng coi giùm em luôn đi. Cho tới từng tuổi này mà không có thằng cha nào dòm ngó em hết à. Bà mà không có được đâu. Dạ sao vậy cậu? Bị lớn tuổi rồi nó huốt rồi. Mà thêm cái tội nghèo hơn bà kia nữa cho nên khó lắm. Dạ đây. Chịu cảnh ế đi ha. Dàn đây. Dạ. Đó. Đó. Ta nói cái này dàn ra. Dàn ra. Dàn ra. Dàn ra. Dàn ra đừng đụng vào tao. Dàn ra. 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 Cậu. 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 Thần nữ dân ngủ linh kỳ vậy trời. Hầu Nguyệt cô quá cáo. Không phải. Bởi vì chính cái này nó nặng nề quá. Nó làm cho ta, ta phải chiến đấu với nó. Cho nên ta phải tốn rất nhiều công sức. Cho nên các ngươi đừng có ở gần nó. Đừng có để mà hãy nghe thầy. Trời đất ơi, trùm thì trùm đại vậy rồi đi. Muốn hồi mới trùm không mệt hết trời. Không được, bị gì ám khí nó nặng ghê lắm. Cái này nó ghê gớm, không phải muốn trùm là trùm đâu. Tai thường không thể trùm được đâu. Đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó. Nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Rồi bây giờ còn gì nữa thì sẽ thương cậu. Thôi được rồi. Bà có tiền không? Chỉ cần cúng một cái biệt thự. Biệt thự đâu? Cái chiếc xe Lamborghini. Trời đất ơi, làm gì tôi có Lamborghini gì? Trời ơi, mệt quá đi giấy tiền vàng mã thôi. Bằng giấy thôi, dạ được. Cái đó bằng hình thức thôi, giấy dạ tờ được, thôi. Dạ được, dạ được, dạ được. Bao nhiêu tiền cái đó? Mấy bà không biết chỗ mua đâu. Rồi gặp hàng dởm nữa là đốt, người ta không có nhận. À, đốt con trái. Tôi ưa mua giùm người ta lắm. À, tốt quá, tốt quá. Ôn cái này đi nặng quá làm sao đi mua. Tôi chỉ có mua cái đó với giá 20 triệu thôi. Trời đất ơi, giấy mà cậu. Trời ơi, cái xe ở ngoài mà xe thiệt là 4 tỷ. Cái căn hộ không 16 tỷ, 20 tỷ. Mua giùm hai thứ đó cho bà có 20 triệu. Mà mắc bây giờ thôi đi. Nếu cái quần bà lại. Được mà bà ơi, bà Phi. Có 20 triệu mà nhầm nhò vậy bà mắc cười quá. Bây giờ một là ế, hai là 20 triệu. Dạ lấy 20 triệu. Cậu bình tĩnh, cậu đừng có giận. Đừng giận cậu, đừng có giận. Tôi xúc phạm quá mà. Tôi giúp người mà tôi bỏ hết. Nghề nghiệp của tôi có làm gì. Dạ đây, dạ đây, 20 triệu. Tiền này tôi chỉ giúp người thôi, chứ không phải tôi xài. Dạ biết, dạ biết. Đếm tôi... chưa? Dạ đếm rồi. Đừng, bà đếm rồi mà tôi chưa đếm. Thôi đừng đếm rồi. Phải đếm cho để mít lòng tiền bạc giúp đỡ mà tự nhiên là tôi mít lòng vụ tiền bạc. Không phải cái tiền này. Được không? Dạ được. Đủ phải không? Dạ đủ. Tôi tin bà đó nha. Tin mà trời ơi. Chỉ có bà không tin tôi thôi chứ tôi rất tin bà đó nha. Không tin cậu. Có ai không? Ai không tin tôi không? Dạ tin. Tin lắm. Ám khí nặng lắm á. Phải có tôi âm khí mới nhẹ. Để nhét đàng hoàng vô cái này. Có chừng tuột xuống không? Sao tuột được nhiều chuyện quá. Ta nhét đâu ta nhét rồi. Ta tuột cái không chuyện của người ta. Rồi. Ông cái này không có nổi. Kệ người ta cái đồ nào ta ôm được không được kệ người ta. Cậu ơi, cảm ơn cậu quá trời quá rồi. Tôi tìm ra được con cá rồi nè. Hay chưa? Hay không? Hay quá, hay mà. Vậy chính xác quá mà. Quá chính đi xác. Đi hướng Tây gặp cái cây, đi hướng Nam gặp cái am, đi hướng Đông gặp con sông, đi hướng Bắc gặp cái tắc, đi đào xuống hai tấc mà là trong đèn mù người ta kéo về bằng theo sườn cà. Hay quá cậu. Cảm ơn cậu quá trời quá đất à. Dạ thôi được rồi, tôi đi nghe, tôi khoan, làm khoan, tôi... cậu. À, mà cậu biết con cá này con cá gì không? Quên, bị giúp lo giúp người quên cá gì ạ? Cá đục. Ồ, cá đục là cá lạ mà tôi cũng bắt về được. Đúng mà rồi. Thôi tôi chỉ khoan, giúp. Mà biết tại sao nó tên cá đục không? Không. Ủa, tại sao tên cá đục vậy? Chắc ba nó tên đẻo, nó tên đục, đục không đẻo. Phải, cá đục là con cá không bao giờ có trên đời này. Cá đục là cục đá đó. Hả? Cục đá là cá đục, trời ơi. Ờ. Làm sao không hiểu vậy?
là thôi. Cục đá nó đập cá thành cá đục. Thôi 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 đi bà, từ từ đưa tôi giải thích cho mấy bà nghe nha. Sao? Đây nè, đây. Đây. À, tôi nói đi tìm con cá giùm tôi. Đúng bà rồi. Hay lắm, cậu hay thiệt là hay. Trời ơi, cậu là số 1. Đó, cậu chạy ra quán cơm, cậu xin con cá để cái lấy cái này chôn dưới đất sẵn cho tôi. À. Lấy xương. Đó, tôi chỉ chỗ tôi chạy rồi tôi đào, lấy nguyên cái bộ xương lên. Đó, trời hay không? Rồi từ từ bộ xương mới chôn bốn góc giường rồi mới bắt đầu tôi biến hóa được có bộ đồ con ngựa đồ đẹp. Ủa, cái gì vậy? Lộn. Vậy cậu làm hết trơn vậy? Đây, cậu làm hết trơn. Trời ơi, tôi biết mánh cậu. Bởi vì tôi sợ mấy người không có tin tôi. À, tôi phải làm. Tôi phải dụ cậu. Đây, hình ảnh con. Đừng dòm, đừng dòm. Đây, coi kỹ nha, thấy không? Ai bắt con Phụng của bà? Rồi, coi đi. Tôi đi rồi. Giữ lại, giữ lại. Thấy chưa? Đó. Thả ra ai? Bắt con Phụng của tôi. Đó, rồi mới làm ra những cái trò này. Đó, mới gạt mấy bà lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy vòng. Hiểu không? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Còn con Phụng bà không có chết. Con Phụng bà còn nguyên. Nó qua nhà anh. Dễ gì bắt được nó chạy một lát hả? Bà nó sổng ra, nó leo trên cái cây nhà tôi đó. Bà biết rồi, con Phụng bà khoái ị vô cái cây nhà. Đúng tôi. Rồi. Đó, bây giờ nó leo trên đó. Vì cái con người này làm nó sợ quá, nhờ nó leo trên cây tôi nó ở luôn. Trời. Chúc mừng chị, nhà đang ra hết bối rối rồi. Trời, con Phụng sống được rồi ha. Con Phụng sống rồi. Con sống mừng quá. Cái này gì đây? Đó, thì bây giờ bu ra. Giết Phụng đoạt Long nè. Trời ơi, tôi có lấy đâu mà tôi đoạt nó, để đó tôi nguyên, tôi có cái lấy gì đâu. Trời ơi, buông ra đi, có gì tôi có lừa gạt, có gì đâu. Có Phụng rồi. Tôi buông ra đi. Có Long, có Phụng rồi, ha, được rồi, cho bà đi đi. Ơi, có cái gì tôi có làm gì đâu, có lấy ra cái giống gì đâu. Ai lấy gì đâu. Đứng lại. Tiền bạc đâu. Tiền đâu. Thế nặng phải có tiền chứ. Qua đây tôi dí nữa nè. Đây nè, tiền đây nè, làm gì dữ vậy? Nè, trả nè, có gì? Trời ơi, có gì đâu hả? Tiền coi chứ gì, có mấy chục triệu làm gì dữ rồi nè. Tiền coi nè, nè, đây nè, tiền đúng không? Đây nè, tiền nè, của bà này kìa, ông lấy làm chi? Hả? Thần thánh gì mà chợ búa như vậy trời? Chợ búa gì? Hả? Chứ gặp nguyên cái đám gì không xàm chợ búa sao được? Làm mình cực khổ quá mà, thì giúp đỡ con nhiêu thôi, có 20 triệu thôi mà làm gì chịu, giờ lăn gần chết luôn à. Thôi dẹp cái vụ án này đi, dẹp cái này đi, kiếm phi vụ khác mắc tiền hơn nhiều. Không có hiểu biết cái gì hết trơn, không biết thần thánh là cái gì hết trơn. Mà 20 triệu quý giá lắm mà, tôi có xe ngoài đó thì xin lỗi các người à, xe gì? Lamborghini chờ tôi ngoài. Không có Lamborghini gì đâu. Có su tè đang chờ bà ngoại á bà. Trời ơi tôi cười, hồi nào giờ su si bo, su ki, làm gì có su tè. Su tè là gì? Xe tù. Với tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng là chúng ta có nhiều niềm vui trong cuộc sống và đừng bị gọi là tiền mất tật mang. Dạ đúng rồi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn gặp điều may mắn, luôn gặp được người tốt để chúng ta có thêm niềm tin trong cuộc sống quý vị nhé. Hãy sống thật vui cho cuộc sống chúng ta nhiều ý nghĩa. Quý vị ơi, một nụ cười đích thật là cửa ngõ của tâm hồn. Chính vì vậy chúng ta hãy cười thật nhiều để cuộc sống chúng ta thêm vui hơn. Và theo nghiên cứu mới nhất của Đình Toàn, nếu như chúng ta chịu khó nghe âm nhạc nè, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống nó đỡ stress hơn. Và khi chúng ta xem những tiểu phẩm hài, chúng ta cười, thậm chí bà con mình nói là cười rung bụng á, thì biết đâu mình giảm được mỡ bụng nữa. Vậy hả anh? Anh nghĩ vậy á. Vậy, em cũng nghĩ vậy luôn. Quyết định gì đi. Chính vì vậy chúng ta sẽ luôn xem những tiểu phẩm hài của chương trình Danh Hài Đất Việt để chúng ta thêm yêu đời và cuộc sống của chúng ta thêm vui tươi hơn quý vị nhé. Và chắc chắn Lê Khánh và Đình Toàn sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Danh Hài Đất Việt trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Lê Khánh và Đình Toàn xin được chào tạm biệt quý vị. Hôm nay, ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Có học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học mà mày còn ngủ. Mày vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu. Sử mày cũng thi lại. Cái gì mày cũng thi lại hết.
Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này với 4 câu này mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã nhờ. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ, tính bổn thiện có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính ở đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hợp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị, có nghĩa là khi con ra đời, con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hợp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Dạ. Tương cũng là tương hợp. Diễn là diễn thị. Còn tương hợp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hợp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị. Hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à? Cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác. Cẩu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. À. Tính nải thiên. Tính là gì? Tính là tính toán. Nải là nải chuối. Thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. À. Chi là bịch kim chi. Đạo là đạo chích. Có nghĩa là lộn. Đạo là đạo đức. À. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kim chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý. Dĩ là sở dĩ. Chuyên là chuyên môn. Có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói ba dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai bét gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Kinh hoàng. Có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi. Nể ba chưa? Nể quá, công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi siết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụi chôm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được cái lý do tại sao con ngu rồi, con xin ở lại lỗi. Lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều như bằng mày. Ngày xưa tao nghèo, tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ, mày học, mày chịu khó, mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi, chị lên trển, chị chờ em lên học chung với. Bây giờ sao mình lỡ hứa rồi, mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này, ba nói lớn quá là mắc cỡ cũng chết à. Suốt ngày không chịu học, kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ. Vô trong lớp quýnh bạn không. Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào? Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, chứ giờ đòi qua ba không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ sao. Không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao dằn mặt bà, tao chỉ xiết cái cây gậy của bà thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu qua nữa. Đi lấy về nấu tao mày ăn hả? Bây giờ đem về hầm canh, có gì đâu. Tao lao không mà giờ nói mày á, vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học mà mấy đứa bạn có xa lánh con. Hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á
là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại mày, làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu, dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn, thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không? Mày chết làm sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba làm mình bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa trong tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà bây giờ mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thay mày bự hơn người ta rồi, con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay tao bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Mày nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, má thấy không? Má chửi con kìa, má thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đâu. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè. Tại sao hôm bữa mày lấy đá mày chỗ thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Ừ, đó. Có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày chọi vô đầu nó đi, có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó ăn hiếp con lấy đá con chọi nó, mà nó né được ba. Vô ngay bà hiệu trưởng luôn ba. Tại nó né, nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Bà nói, bà đứng mà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ, cô đuổi ra khỏi trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Đó, trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn, vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xem rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô chổng, con quýnh lộn với ai nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ đó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh rồi bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Trời ơi, đau. Nằm xuống. À, sớm này không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nha nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Mắc gì quýnh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được, quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhỏ nhỏ nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhỏ nhỏ là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con xử hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp nó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mai mốt người ta mượn tiền ba thằng tao quịch. Mày hiểu không? Ba chơi. Dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này. Dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Ừ. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba dở nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ! Thiệt, đụng rồi, đụng lớn luôn á. Ủa ba? Ba ơi, trân trọng lên ba ơi, coi chừng ba ơi. Trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai được gì đúng không? Dạ anh bảy búa. Dạ tao một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh bảy là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện muốn nói chuyện với nó. Mà mày nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC vậy? Trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha ba. Mũi dài lái chịu đòn. Xin lỗi ba. Lời nói thứ hai cho em gửi đến cô chú các anh chị cùng các bạn để chúc sức khỏe. Chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Nó
Tao đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Thôi, ba đâu... Tao phải tàu hề đâu mà làm MC. Đâu có khiếu ăn nói đâu mà làm MC hoài mà bị đánh vậy ba. Chứng gì không có khiếu ăn nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại vậy. Mày đã không có khiếu ăn nói là mày nhìn tao nè. Không có khiếu ăn nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỡ nè. Thấy không? Nè, thẹo dữ cò, thấy không? Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, ghét nội ơi. Mày sao lạnh quá, chuyện chuyện của tao. Tại sao mày? Giờ bỏ luôn. Trời ơi, đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe là nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo, chỉ nó về anh bậy. Sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi mày. Mày làm hết. Rồi em nhớ ngày xưa, ngày xưa cái thời còn hoàng kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một sớm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi, tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như ngày xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái là ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Thì bây giờ anh vỗ một cái có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn mà. Tao tự hốt. Tao nói vậy tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Qua ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy là con gái tao sẽ như thế nào? Một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mày nghĩ đi. Con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây, đây con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, nó xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quấn con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Có. Quấn con gái người ta. Vô ra. Quấn con chưa kìa. Không xin lỗi nó. Quấn tao. Nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu, tôi xin lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta là qua. Biết rồi. Con, chạy ra mời chị vô con. Con đi. Đâu có chạy. Ủa, này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Mầm trồ đá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày luồn nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó láo. Nó ngang, nó ngược. Nó quýnh bạn nó. Bự con là lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà nó láo. Con cái mà nó láo là qua mặt cha mẹ. Còn nó đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chát chát. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời, nó xạo quá chú. Con đâu có quýnh vô trong mặt nó đâu. Con giả vô trong đít đó hả? Mày nói lao. Con tao không bao giờ biết nó lao đâu. Mày đừng có đeo mày. Thế con giả trong đít mà không mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả chơi là phải chơi cho tới rồi. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Mày hả? Ê, chồng giết con không? Ê, chú thấy vô nó xạo mà con đâu có quýnh vô trong mặt nó đâu. Thôi bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ. Thôi con tôi quýnh vô đít nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên. Chơi là phải chơi cho tới. Công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh. Tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc cái vụ tiền góp của em. Qua đây. Qua đây. Bây giờ nghĩ thì sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ. Một cách quá đáng. Ủa sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta.
này chú bày ra chú. Mày anh... nói người ta không được rồi mày đánh đập người ta. Không, 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 của ba con, của con là chú đụng vô là chú bậy rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha, tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng đã từng là giang hồ, anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi, em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? À. Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói đó. Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết đi, tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quế nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà. Bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dựng tóc đen, em đâu có biết. Em tưởng là bà cầm gậy ra, bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế giỏ của em quạt cái cây một cái, bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên người ta quạt rồi, bà đổ thừa em tưởng là bà ăn dạ. Chúc mừng chú. Ủa, chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Con nói lại cho chú nghe. Chúc mừng chú. Chú đã đánh bà ngoại con. Nhỏ này nó nói chuyện nó có rõ. Rõ rẽ. Chắc mày đánh tao đánh tại tao. Anh nó nói gì vậy anh? Nói gì chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ. Mày có liên quan gì chú không? Trời ơi, mày không liên quan đâu mày. Trời ơi, mày đi đâu mày? Mày đi đâu mày? Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê thôi, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta? Quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lộ lã rồi, bữa sang rồi. Chủ quán. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Hello. Hai. Ba. Hai. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. I am Tam no. Gì? And Tam no. Không hiểu. Tam nổ bà ơi bà. Tiếng Anh không có cho để giấu. Nói tiếng Anh gì giống kêu chó không? Trời 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 trời. Vô duyên quá. Uống về anh lắm. Lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa về mà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ ở đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao sao? Phong thủy. Phong thủy sao? Từ khi em sửa cái quán xong á, không bán được một người khách nào luôn anh. Thì á. Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không. Mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó nói gì? Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà Mười không đóng như vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên rồi bán ế nhẹ à. Bởi em nói mấy cái này không có tin không có được. Mình phải coi ngày coi giờ mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được. Anh hiểu không? Nhưng mà anh ơi em vẫn còn vui. Sao sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng ế nhệ vậy, thấy không? Quán nó ế nhệ luôn, ế từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ờ. Ủa bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Không lẽ lại đi ngồi chơi. Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn.
Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn. Ở bên Sài Gòn? Dạ. Chà đã nha. Chờ chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không? Thôi khỏi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho ông hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tao bữa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn tôi uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Tao tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. À wow. Đúng rồi anh. Ngon lắm. Uống thử đi, uống thử coi em pha ngon không mà sao ế. Ngon chắc chắn vào cái màu thấy ngon. Đó nó chưa nhìn đậm đặc liền. À! Gì vậy? Năm. Năm. Cà phê gì đắng dữ? Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đắng? Bà coi coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không tôi phải là bỏ đường rồi. Sao đắng như vậy? Bà uống thử bà làm thử biết không? Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó đắng lắm. Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia. Ngon thiệt á. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á. Sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè. Tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Rồi chưa? Bỏ rồi, rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Gì? Cái gì vậy? Đắng ghét bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu, sao thấy đường gì đâu. Nó chưa có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua ba cái đường cát mà để vô mà có hai ba hộp thì sao để được. Anh đắng ghét à. Cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt mà tốn tiền thuốc. Thôi, thôi, bỏ đi tôi uống đâu. Mệt cà phê đi. Gì kỳ quá luôn. Đây 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 đây, nè, lấy đường cho. Quán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè 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 nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Vậy? Không có nói kẹo kéo gì ở đây trơn trời đó. Tôi quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ờ. Ê cũng cấm này, cũng cấm hết trơn. Đó nè. Ăn giọng gì ăn giọng hết đi. Trời quán cà phê ăn giọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Uống cà phê hay ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ghét làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà. À! Gì nữa? Gì vậy? Cà phê gì mặn dữ? Chết cha lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hũ bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên, bỏ lộn. Bột nêm bà cho tôi cái kiểu này, trời ơi, cái đầu óc, cái đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao, 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 sao anh? Bột nêm mình cũng ăn vô mà. Ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng, bà thấy không? Cái đầu nấu mười lên nấu canh luôn, chưa thấm nữa. Thôi, uống trà vô đi. Mày! Khùng ra. Chữa lửa. Ba buôn bán về, chứ ế phải rồi. Nè! Hả? Ế nữa. Anh nói ế luôn, tôi quýnh lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Chi vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì ra trốn tôi hay sao á. Hay là cái bệnh như nằm bệnh viện. Trời ơi. Ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Tôi tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện. Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê cho có tụ rồi nói chơi chứ để quán gì kỳ anh quá. Mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế. À không, quán em vắng. À vắng. Không, quán em lạnh, lạnh rồi. Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho, khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Ủa, có điện thoại bà, có số không, 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 không. Đã anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mới gì tốn tiền vậy anh nữa, để em. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Kêu cho lại đó, tôi ngồi đây nha. Dạ. Alo. Anh Sáu, anh Sáu. Ủa. Ủa không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Ờ để quên điện thoại nhà con. Ờ rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả?
Thiệt không? Trời ơi. Trời ơi. Không. Không thể nào. Anh Nam. Bà Tám, tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi. Anh Nam ơi. Tám ơi, Tám. Tôi ghi đâu là có đó. Tám ơi. Đánh ra. Đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Làm gì bỏ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi. Anh Nam. Sao? Ông Sáu chết rồi. Này bậy bậy bà. Ông Sáu. Sao? Chưa nói nghe. Trời ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời ơi. Đúng không? Thì không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. Ê, chị. Gì tư? Ai hả? Đây nè, em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió nó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi, bão táp mưa sa. Gì vậy trời? Hả? Bão táp mưa sa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì tao ơi. Sao không hát nữa đi? Không có rượu uống, không có vô ca nổi. Trời ơi. Nào có rượu vô là tao quất hơi 8 bài. Đâu ngày tao gặp tao hỏi han tao đứng hát không à. Ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa rày mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa. Mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi. Trời ơi, dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Mày làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi. Khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không? Mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mà đợi chúng tao chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì? Thôi giờ hỏi thăm nè, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ? Rồi hứa sao gãi? Sao tao quên hỏi ẩm mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lỡ ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. Bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lỡ là loét. Bao tử mà nó lỡ luôn à. Sao sao nó loét lỡ cũng thứ đó cho mấy nữa. Mày đặt cái sửa lưng tôi rồi nữa. Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ là bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt qua từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nó nói nghe nè. Ủa, nhậu hay đi học thêm? Có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi, rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi. Nhậu siết quá tao lậm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi, chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này. Trời trong ơi này. Công chuyện gì không biết nữa. Trong cái ai biết này nè. Ai biết là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe tôi biết, cái gói gọn rồi đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu. Cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi nghe. Tức là tao thấp, còn cái lê dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn chưa? Mà sung quá rồi. Thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha. Tôi có công chuyện tôi đi nha. Ê, lại mày tay nè. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bà có việc làm ăn hả? Đâu có. Bà
Không có bàn với bà này mà công chuyện của tôi bận tôi biết. Biết rồi, này bận lắm. Bận lắm. Đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia cái gì mà đại gia? Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ bảnh đau không? Ôi trời ơi, đang bắt kiến nữa, nãy giờ tôi quên rồi. Trời ơi, bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến một trọt cái đuôi mắt nãy sao trời? Ủa sao bắt kiến kỳ vậy? Trời ơi, vậy thôi đeo chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết mình đại gia. À, vậy thôi. Đang gì cái bụng nó bự quá. Ừ, xa quá. Thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không, công chuyện bận quá. Ồ, thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Ừ. Vậy hả? Mày cho tao mượn tao nên đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt nữa. Mệt bà quá luôn bà. Đó nghe nè. Dù gì? Ở đời sông có khúc người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Đó. Thôi mày ơi. Tao đau đây tao mượn tôi còn chết thì mượn tiền đó nó còn cho nó ở đó mình mượn cất nhà. Kia đi để người ta nói chuyện người lớn nói chuyện nít đừng nhận. Ta bạn bè chi kỹ chi cốt mà hột muối còn cắn đôi mà. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa cứ móc hỏng tôi hoài à. Có. Ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Anh Sao ơi. Anh Sao. Thắng rồi. Anh Sao. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh Sao. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh Sao ơi. Chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh Sao. Cái gì vậy? Sao tự nhiên gấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh Sao ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta em về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi. Thôi mày ơi, mày xạo chưa, mày nghèo mà mày đẹp. Còn tao nè già mượn nó còn cho đâu đó mày. Nè bà già, bộ nghèo không có quyền đẹp hả bà nội? Ờ. Khoan. Cho tôi nói cái. Nãy ông bạn tôi nói là sông có lúc người có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Bởi vậy. Thì tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Sao? Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Tại sao? Không có tiền. Sao? Cái gì mà chửi tôi hoài vậy trời? Chủ nông trại bà không có tiền hả? Ờ. Chủ nông trại? Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Tôi nào biết á, nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, trồng bách, là nuôi con cù nữa đó. Đúng rồi. Nè. Con kiều nữa hả? Đúng rồi. Con cù bà nội. Con cù là con gì? Tao đâu biết hồi đó giờ đâu thấy. Con cù đó có lòng. Vậy làm chó chứ rồi sao con cù? Thôi bỏ bệnh. Không phải chứ gì? Chị bà mệt quá bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không? Mày nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ai đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại. Mày biết là mày qua mày lấy chai lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là, tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói là bởi vậy anh giàu lắm. Anh sẽ cho tao đứng gần này, ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Sao? Trời. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Mày trồn quá. Trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Thôi bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho. Bây giờ thì không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói đi, nói bà đây. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời ơi, có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi. Ha, mở rồi tiệm rượu mà không có tiền. Chưa, còn có một vườn gì à, mắc ca. Mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ tay lên nó cầm mắc nai nữa. Mắc nai gì bà nội? Mắc nai bán mắc lắm. Mắc nai là cái gì? Mắc nai ơi, xin đừng đi nha em. Bà có thằng nào luôn. Thằng nhỏ đó, khùng dễ trị đó. Cái già có đây khùng khó trị nghe. Vậy hả? Không có già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ đó hay khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè,
điên khùng để sao bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ thầy không có để nhớ đâu. nhớ nữa. Nông trại đi. Nè, nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Dắt lại dắt dắt đi coi, dắt đi coi. Được được rồi, cho anh em mừng thôi. Rồi, cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Đi đâu, không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Dạ có rồi. Ở không có chết tưởng đâu ai giật đồ không có trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Mày bà cha của mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì ba nấu ba bây giờ. Chưa ra ghế. Trời ơi. Vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có con cừu được đó luôn nữa. Con có cho cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn thấy chưa? Giấu hả? Quá trời không? Đó. Bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại. Trời ơi, còn còn giàu dữ nữa, trời ơi. Giàu dữ nữa. Trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn về mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sao này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha? Ai con sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho coi đi, mở ra cho coi đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm. Cho mấy nè. Là sao? Đâu con mở coi. Đâu đâu, cái gì vậy? Mình mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút coi. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi đẹp, trời ơi dữ quá. Có trời của con nè. Ủa là cái là game mà. Ờ game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa không có nông trại thiệt ngoài hả? Ở đâu mà ra? Ủa không có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. À nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy ở trong cái máy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời. Đại gia, tôi có đại gia thiệt là đại gia trong game. Trời ơi trời. Bỏ giấy xạo xạo không à. Trời ơi trời. Nghĩ làm sao nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời. Bà con sao bà nói đi, bà thấy trong người bà làm sao, khỏe được không? Không khỏe được thì bà nói đi tôi biết chừng nào bà đi. Không phải ý của tôi vậy nè, tôi thấy bà nằm hoài à, bà kêu tôi qua đây bà tâm sự, thấy bà nằm mà xây mặt qua bển mà không nói tôi tiếng nào hết trơn trụi á. Ôi thần linh ơi. Ai à, sao thấy người khỏe được không? Không khỏe được để tôi mở kinh cho đi cho lẹ. Trời ơi, cái gì mà muốn siêu thoát tôi sớm vậy trời? Chứ tôi thấy bà giật dưỡng quá à. Tôi bệnh mà. Ừ. Không giật dưỡng sao được. Mệt quá mà. Ờ. Mà tôi nói nghe. Sao? Người ta chỉ là bệnh này kỵ nắng, kỵ gió. Ờ. Cho nên tôi phải bịt kính mít như vậy nè. Không có đi nắng gió được. À giống như là không có cho gió mái nó nhập vô người. Ờ. Nắng cũng không có lẹn lỏi vô. Ờ. Đúng rồi đó, tôi nói bà nghe. Mình làm gì làm mình phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ họ khuyên mình tất cả đều là đúng hết. Họ muốn cho bệnh nhân của họ mau lành bệnh. Bởi vậy mình phải nghe lời bác sĩ. Ôi thần linh ơi. Chưa có khám. Bà chưa khám bác sĩ? Chưa. Vậy ai kêu bà là phải kiêng nắng kiêng gió? Bà tám bán cá. Ủa còn khỏe khỏe đi ra ngoài mua đồ. Rồi bà nói là bệnh bà là phải về nhà kiêng nắng kiêng gió. Đừng có ra đây bệnh nặng hơn. Tôi về tôi chùm kính mít luôn à. Ôi thần linh ơi. Nghĩ làm sao bệnh mà không đi khám bệnh mà đi nghe lời bà bán cá. Chắc bà khuyên bà là đừng đi ra nắng,
đừng có đi ra gió mà phải ăn cá nhiều một chút, đúng không? Ôi thần linh ơi, bà không cấm luôn ăn cá. Chứ bà kêu ăn vậy? Kiên luôn, không được ăn gì hết á. Dạ, tôi mở kinh cầu siêu cho bà được rồi đó. Sao vậy? Không cho ra nắng, không cho ra gió, không cho ăn gì hết, chết chắc. Ôi thần linh ơi. Nhưng mà bà biết sao tôi không đi khám bác sĩ không? Sao? Trời ơi, có nguyên do hết. Để tôi về qua bà. Thấy chưa, kiên gió làm chi, giờ cũng bị gió nhập mà ho. Tôi không biết tôi bệnh gì mà nghe bệnh cái là phải ho cho người ta biết mình bệnh. Thôi ngồi xuống đi. Cái gì đâu mà đau khớp có chút xíu à, mà sao trời ơi cái gì đâu mà hành dữ vậy trời. Ôi thần linh ơi. Nữa hả? Biết sao mà tôi không đi khám bác sĩ không? Sao cái gì nó không? Không phải, cái gì nó cũng có nguyên do của nó hết á. Bác sĩ bây giờ làm việc á, làm ăn mình không có tin tưởng được. Giống như nè, tôi coi báo kìa, nhỏ bị gì đâu, mệt mệt xíu rồi tự vô cắt luôn hai thận của con nhỏ. Nhỏ tự nhiên đang bị bên cái chân trái, bị thương chân trái, vô cắt cái chân phải. Rồi mổ làm sao để quên cây kéo ở trong bụng. Tôi nói thiệt với bà, tôi đâu có biết được là số tôi xui hay là hên. Nhiều khi bây giờ số tôi nó thúi hẻo, tôi gặp bác sĩ lăn băm rồi sao nó làm gì tôi là tôi chết. Thà là bây giờ tôi bệnh tôi chết ở nhà còn nguyên vẹn nguyên xác, còn tự giờ đi vô chổng nó mổ xẻ tôi sao tôi được, đúng không? Ôi hoài linh. Người ta đi đóng hài, không có chọc lẹo gì bà nghe. Ôi thần linh ơi. Tôi thấy bà hình như là ngoài cái bệnh đó, bà còn một cái bệnh bị truyền nhiễm đúng không? Truyền nhiễm gì? Nhiễm cái phim kia cái gì cô dâu gì đó. Đi làm ơn đi bác sĩ giùm cái đi. Ừ đi. Tiếc tiền đúng không? 500 ngàn hôm bữa tôi cho bà mượn, bây giờ tôi cho bà mượn thêm 500 nữa cũng được. Ôi thần linh ơi. Tôi còn thiếu bà 500 ngàn đúng không? Bà nhớ bà nhắc. Chứ để mai mốt bà lỡ có chuyện gì rồi tôi mà, chết thôi. Đi xuống dưới rồi thôi, ai mà trả cho bà. Đừng có nói nè vậy. Múp ơi múp, không thôi bây giờ vậy coi như tôi có xuống dưới trước đi nữa, tôi giữ 500 ngàn của bà rồi bà xuống dưới sau tôi trả nghe. Vô duyên chết chết mình đi, coi như 500 đó tôi phúng điếu cho bà đi. Đúng rồi. Cứ bạn bè gì đâu mà chết rồi lôi nhỏ theo à. Chết chung cho có tụ. Chưa có chồng á. Chết đúng. Thí. Thôi, bạn bè kỳ cục. Đi về đi. Từ từ đi. Không đi tôi đây chắc hơi tôi tức tôi chết quá. Nè. Cái gì đó. Ôi dầu xanh ơi. Tôi đem qua cho bà bóp tay bóp chân á, bà không chịu đi bác sĩ thì bà bóp giùm tôi một cái. Khổ ghê à. Ôi thần linh ơi. Khoan ve vô, ve vô. Ôi thần linh ve vô. Mỗi lần mà ôi thần linh là người ta đi chậm lắm, bà đi như xe tăng ủi vậy. Làm lại hả? Rồi. Ôi thần linh. Đi luôn đi. Thôi đi bình thường đi. Bình thường đi chứ gì mà bà thấy bà đi tôi mệt quá. Ôi da. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Bà đâu rồi Mình ơi? Bà đâu rồi? Mình ơi. Ở đây. Bà này đi đâu ta? Trời ơi. Mình ơi. Gì vậy? Ơi. Mình ơi. Bà đâu rồi ta? Ông ơi, ôi thần linh ơi. Ôi thần linh ơi. Chồng em về rồi. Ôi trời ơi. Ông hai ơi, ở đây nè. Chị Bình Chậm ơi. Thôi. Cái gì vậy? Các bạn nghe nè.
Tôi mới có một cái... Ông xin lỗi, xin lỗi. Có cái tin hay lắm. Cái gì? Tôi lên Facebook. Quăng hình bà lên. Trời ơi, nó like má ơi luôn. Trời ơi. Nó like tít tít hoài luôn. Trời ơi. Người ta chia sẻ với bà quá trời. Trời ơi, cái hình tôi câu like tốt dữ vậy. Quá bà. Luôn bà ơi. Tôi nói trời đất ơi, ta nói cái chứng bệnh của bà. Người ta tìm, người ta giúp bà luôn. Trời ơi, nhưng mà cái số thứ tự không đi làm sao? Cái số thứ tự, cái gì có STT đó. Anh ta đột cái gì, xì ta tết đó. Xì ta tết nó ghi, ông ghi cái gì? Tôi ghi là nàng công chúa đẹp. Nàng công chúa đẹp, đang bị bệnh hả? Đúng rồi. Rồi người ta vô, người ta chỉ hả? Người ta nói là trị căn bệnh của bà nó rẻ tiền lắm. Ôi thần linh ơi, mừng quá, chi rẻ tiền là được rồi, nhưng mà uy tín không? Ở châu Phi á, hàng độc không, hàng sách tay. Ôi cái này kêu thần linh không được rồi, chắc thôi Hoài Linh ơi. Hoài Linh có giúp được không á? Chưa biết, cái đó hên xui. Để nói người ta trị cho mình hết 100% mà rẻ tiền nữa. Nhưng mà đi sao khó khăn quá vậy? Có địa chỉ luôn. Địa chỉ luôn hả? Ừ, bà mở bà coi đi, bà mở bà coi bà biết đó. Mà uy tín đúng không? Uy tín 100%. Trời ơi, từ nãy giờ cái điện thoại vậy mà đưa tôi coi, nó nằm vậy nè ba ơi, hèn gì hết. Cái gì nó chuối chuối cái đầu xuống từ nãy 11 giờ. Mà mua cho tôi cái xịn xịn cái này cùi bắp quá. Cùi bắp cái vậy này cũng lướt lướt như ai nè. Lướt mà mỗi phần lướt tôi phải đánh tôi kéo vậy nó mới lướt được. Bị liệt, nó tím xíu thôi, mình cứ đè đó. Nè, kéo qua vậy là được, liền gì đó. Đây đây, bệnh viện Ô La La. Ô La La. Ô nè, đúng rồi nè. Cái chỗ này nó nói tốt dữ lắm nè, phải không? Đúng rồi. Trời ơi, người ta comment quá trời. Biết nè. Bao nhiêu người ta trị hết bệnh tại chỗ này không? Ôi trời ơi, tốt quá ông ơi, cái này uy tín quá. Ôi xin lỗi, quên xin lỗi, trời xin lỗi. Uy tín quá, bây giờ mình đi liền đi. Đi liền. Vô dọn đồ đi liền đi, cho tôi sẽ hết bệnh. Tôi sẽ trở thành một cô gái 20 tuổi, tôi trẻ trung, tôi xinh đẹp, tôi quăng hình tôi lên Facebook. Trời, lúc đó là bao nhiêu lượt like. Trời ơi, mừng quá. Ôi, thần linh ơi. Thôi, tao đi trị bệnh với ông thần linh hoài. Bây giờ mình đi lên bệnh viện Ô La La. Trời, mở phòng mạch từ sớm mơ tới bây giờ không có ai lại khám bệnh, ngủ 8 giấc mà cũng có ai hết trơn. Ôi trời ơi. Ba la si bùa lắng tặng. Ba la si bùa lắng tặng. Trời ơi, rốt nó có bớt xui không? Xui gì mà xui quá trời quá đất. Tới chưa ông? Trời nữa. Trời ơi, mới đốt có chút xíu có khách liền. Trời ơi, vô đi. Dạ con mời, dạ con mời. Dạ dạ, dạ mời hai bác vô đây. Dạ mời hai bác vô. Trời dạ, bác ngồi đây. Khoan, bà đứng đây đi. Đứng yên đó nghe. Thì tôi lấy ghế. Dạ, bác nè. Rồi, mỗi người một ghế, không ai giành ai nha. Trời đất ơi. Cẩn thận. Rồi, bác ngồi đây. Khám bệnh phải không? Dạ. Chờ chút xíu. Trời ơi, công việc đăng đê đê. Ê, hộ lý. Phòng số 2 kêu chích thuốc. Trời ơi, y tá, phòng số 8 người ta truyền nước biển kìa. Trời ơi, còn có cô nào không? Phòng số 9 người ta đòi ăn, đút cho người ta ăn luôn. Trời, ăn cháo chứ ăn cái gì bà? Trời đất ơi. Rồi còn phòng 105, 102, 190 mấy cho xuất viện hết. Trời đất ơi, bây giờ tôi nói là kêu bằng mà bây giờ khách vô nụp nụp luôn mà cái gì cứ lưu bệnh kiểu này rồi khách mới đâu mà người ta vô chỗ người ta ở cho xuất viện hết cho tôi xuất viện hết nhanh ông nhanh. Ơi gì nãy mình đứng trước cửa mình thấy đây nó nhỏ xíu à ha tưởng đâu cái nhà nó nhỏ lắm ai ngờ trong này nó rộng dữ tới 100 mấy chục phòng. Trời ơi bác, 100 mấy chục phòng là chưa, 200 mấy lận. Trời ơi. Bác sĩ ơi, cho hỏi thăm coi. Dạ sao? Ở đây nghe đồn đâu là bác sĩ châu Phi, châu Á không? Gì vậy? Bác. Cho tôi ngồi ve ve để tôi nhìn. Rồi rồi, sẵn sàng. Đã để con, bác để con. Một cái là gọn bông liền, có cái gì đâu. Bác có sao không? Hơi sợ, hết hồn, không sao. Khỏe mà, đâu sao, khỏe. Thấy bác này là mới mệt nè. Bác,
nó vậy chứ bác đừng gọi bác sĩ kỳ lắm. Tại vì sao đừng có gọi nó là một cái gì nó cụ thể, biết sao không? Con là con kết hợp là đông tây y, tức là đông tây kim cổ là làm hết, chứ bằng mà bệnh gì trị cũng được á, đừng có gọi gì là cụ thể. Đây khám liền. Gọi bằng thầy hả? Muốn gọi cái gì cũng được, ngồi yên khám liền, ngồi yên để coi. Ngồi yên. Hít vô. Thở ra. Rồi. Cái bụng này là xơ gan cổ trướng chắc luôn. Hả? Trời, ngồi yên. Coi. Mở mắt to hết cỡ rồi. Trời ơi chết cha, cái con mắt sụp mí về là kêu bằng mà bù lạch ăn rồi. Con mắt tiêu luôn, hai con tiêu đều luôn. Trời ơi, mới khám sơ sơ thôi là thấy hai món rồi đó. Khoan. Dạ, dạ. Sao, đây, sao? Đây, đây mới... Sao yên tâm, bác yên tâm, để tôi trị. Trị cho bác trai dứt điểm, bác yên tâm. Đây mới bệnh, bên đó là người đưa đi khám bệnh. Vậy hả? Dạ. Đây khỏe, bên kia ốm. Đừng có ỷ y, đừng có khẳng định là mình khỏe. Trời đất ơi, thấy mạnh sân sẩn vậy một cái gió độc nó ngang một cái lật ngửa ra chết liền hồi nào không hay. Trời ơi đừng có giỡn, thấy vậy chứ không phải vậy đâu nghe. Lúc đó hả hay bây giờ bả bệnh. Ồ vậy hả, được rồi vậy ngồi yên đây. Đừng có bác sĩ anh nói có duyên quá ha. Yên tâm, trời đất ơi chứ sao, trời vui vẻ mà nó vừa lòng. Đây nè, thấy không đó. Rồi bây giờ bệnh phải không bác sĩ ơi? Sao tôi đọc ở trên cái chỗ gì ông này ông đưa Facebook. Facebook đó thì tôi thấy là ở chỗ này đó công nghệ hiện đại lắm mà. Đúng đó, rồi tao nói khổ đó, tối tầng lắm, tối yên tầng tâm à. Mà tao nói sao? Khổ ghê, tao nói bệnh nhân á là đến là trị không hết, nó không có giờ nghỉ luôn, bở hơi tai luôn mà không biết nổi gì, quăng lên Facebook chi không biết. Tao nói là bây giờ nó hoang xí đi, tôi thấy tối tầng đâu, tôi thấy nó đơn giản quá vậy. Bác nói vậy là bác không hiểu rồi. Đấy nè, nãy giờ ngồi không thấy hay sao vậy trời? Cái này hả? Nè cha, cái này nè ông ơi. Sao bà hiện cái đại? Này là y chang như ở trạm y tế phường mình nè ông. Trời ơi, cái này nói tầm bậy, tầm bậy nín. Y tế phường cái gì, hình thức bên ngoài nó như vậy, nó giống nhau nhưng mà nội dung bên trong nó khác nè bà ơi. Nè bà coi giùm tôi cái đi bà. Trời ơi ông ơi, thấy chưa? Đúng rồi ông ơi, thấy rồi phải không? Y chang trong phường. Ý, không phải cái này bà ơi, lộn rồi. Tôi lên trển tôi hay chích ngừa lắm tôi biết. Nói nhiều quá. Đây nè. Gì vậy? Đây thấy à? Đó, bà có thấy cái y tế phường nào mà nó có cái đồ nghe mà nó có ba cháu như vậy không? Hai cháu là tôi đeo đây, một cháu tôi ngậm đây tôi khám bệnh. Ủa chi vậy bác sĩ? Ủa sao phải ngậm hả bác sĩ? Trời ơi khổ ghê á, hiện đại tối tân là ở chỗ này. Hai cái này là để nghe, còn cái này là biết làm cái gì không? Làm gì? Nếm vị bệnh. Vậy mà tôi tưởng là hai cái này để nghe, còn này để hát chứ. Tầm bậy. Nếm vị bệnh ngậm vô một cái là nếm sơ qua một cái là biết bệnh gì liền. Rồi bây giờ không có nói nhiều. Đứng lên. Đứng lên. Trời ơi, vậy bả đau đó. Biết rồi. Bả đau đó. Đau thì mới tới đây khám bệnh chứ khỏe tới đây làm cái gì. Nằm yên đó, không có rên la gì hết trơn đó. Chỉ cần đau một động tác nhẹ nhàng, một cái quăng lên là biết bệnh gì liền. Đau lắm phải không? Đau quá. Đau dữ lắm, như vậy là bệnh tim rồi. Hả? Bệnh tim. Bà biết còn sắm. Trời đất ơi, đừng có đụng tới chuyên môn của người ta. Bệnh tim nó lây qua cột sống. Là bệnh tim và cột sống luôn, hai món luôn. Rồi bây giờ khám bệnh. Úm ùm ra cái. Ông ốm ầm là gì bác sĩ? Trời ốm ầm là phạch cáo ra gì nè mới nghe được. Thôi tôi mắc cỡ lắm. Cái gì? Bác sĩ ơi ông ấy để tôi ốm ầm chứ. Khổ ghê vậy. Ông có bệnh không mà ông ốm ầm? Ốm ầm giùm bả. Có nói nhiều quá. Bây giờ có muốn khám bệnh không? Muốn muốn muốn. Rồi thôi để vậy tôi khám luôn cũng được nữa. Dạ vậy hả? Đây nè, phải ngậm cái này vô mới nếm bệnh được. Chết cha. Chưa nha, chúng đây nha, nãy giờ đang khám cái tai. Ủa vậy hả? Trời ơi, cái tai để đây làm chi vậy, khám cái bụng mà. Có biết. Chưa có nghe. Rồi giờ vậy nè. Gắn cái này vô. Nghe được hết rồi, mà bây giờ muốn hỏi một điều nè. Là bây giờ tình hình tài chánh nó thuộc ở cái dạng nào? Ý tôi muốn hỏi là gia đình thuộc dạng là trung lưu nè, rồi hạ lưu nè, rồi hay là thượng lưu nè, đó. Hạ lưu. Xin bạn. Sao? Bà hạ lưu hả? Dạ. Bà nói hạ lưu, nó nói mình hạ lưu đê tiện. Cái gì? Hạ lưu đê tiện, mình phải là trung lưu. Không có, mình nói hạ lưu đi để có gì bớt tiền giảm cho mình. Bớt. Chứ bây giờ nói trung lưu là tiền nhiều lắm. Nó khi dễ mình.
chứ dễ kể đó, nhưng miễn sao không có tiền. Đẳng cấp mà. Xong chưa, trời ơi, bao nhiêu bệnh nhân người ta sắp hàng, người ta chờ ở ngoài kia. Bây giờ có thụ lưu, hạ lưu hay cái gì? Dạ, một phút nữa, một phút. Thầy ngồi bệnh nè. Dạ. Cố gắng lẹ lẹ giùm cái. Là xem xong đúng không? Nào thắng quyết định. Ok. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, tôi thắng. Rồi. Thượng lưu. Ok. Dạ. Thượng lưu. Thượng lưu. Trời đất ơi, quý quá quá. Dạ, chào quý bà. Dạ, chào quý ông. Dạ, rất hân hạnh được phục vụ quý ông và quý bà. Nãy quăng đây đau lắm. Bà đau. Chà, đau hả? Đau. Thánh ra. Trời ơi, xin lỗi nha. Trời ơi, cưng gì đâu á. Trời ơi, tục tưng xin lỗi. Dạ. À, dạ, xin lỗi luôn, dạ, xin lỗi luôn. Này dạ. Chỉ là vợ của Thượng Lưu thôi. À, dạ, vô cùng xin lỗi quý Thượng Lưu. Dạ, không phải là nặng tay đâu, nhưng mà đó là cái phương thức mà khám bệnh của cái chỗ này nó là như vậy à. Dạ, vô cùng xin lỗi, dạ, vô cùng xin lỗi. Dạ. Khác không ha, khác. Dạ, bây giờ là mình lấy thuốc luôn nha. Dạ, dạ thuốc. Ủa, đây. Khỏi tha khám hả? Trời ơi, khám nãy giờ là biết hết rồi. Trời ơi, giỏi mà. Cứ bằng sơ sơ một cái là biết bệnh liền, thuốc. À, dạ. Dạ. Nhiều. Dạ, rẻ lắm bác. Nhiều. Dạ, 5 triệu. Dạ. Ủa, sao vậy? Dưới đây 5 triệu. Trời ơi, mình Thượng Lưu mà có 5 triệu mà lo gì. Bác yên tâm đi, cái thuốc này tốt lắm. Uống vô một cái trị bách bệnh luôn. Không những là bác gái uống, bác về bác uống không bệnh nó cũng hết nữa. Hết không? Hết. Nhưng mà 5 triệu là mình uống một lần là hết không? Hay là phải uống nhiều hũ? Trời ơi, tôi nói là trị dứt bệnh, bao trọn gói, không cần phải uống nhiều lần. 5 triệu. Dạ. Sao? 5 triệu đúng không? Dạ. Mình Thượng Lưu mà lo gì? Lưu. Đúng. Bớt được không? Nếu trời mà mình xuống hạ lưu mình có được bớt. Hạ lưu lấy thuốc lại luôn, không cần bán. Không cần đưa bạn. Đây. Đừng nói hạ lưu, nó kêu hạ lưu đê tiện. À, dạ, không dám. Dạ. Vậy mình chung lưu mình bớt 1 triệu được không? Dạ, không có trả giá. Bốn. Mắc quá. Vừa đủ tiền luôn vậy đó hai bác, trời ơi. Dạ rồi, cảm ơn hai bác rất nhiều. Bây giờ lấy tiền rồi phải không? Dạ. Ẩm tôi xuống. Không. Dạ sao? Vợ tôi để tôi nhiều. Dạ không cần, bác để con. Thượng lưu mà mình phải phục vụ tận tình chứ bác. Đúng tránh rồi. Ra hồi nãy dạ. Nó quăng tôi như chó mà. Đó, đúng rồi. Trời ơi, nó quăng quá, nó té mà. Tao dậy cho sao đứa nào nặng nha. Dạ, đứa nào nặng. Trời ơi. Thôi đi, qua đây rồi ngồi chút đi. Trời, tôi thấy bà tôi khổ quá trời rồi. Bà cũng gán cho bà gị nặng quá, tôi chịu không nổi. Thôi, giờ chân tôi đi không nổi. Khoan, để tôi ve vô trước rồi bà vô sau. Từ từ. Rồi ngồi xuống coi. Trời ơi. Gì vậy? Mong tôi giờ ngồi không được rồi. Đâu làm lại một lần nữa coi. Từ từ nghe, làm lại một lần coi. Sao bà không kêu thần linh? Ôi thần linh ơi, giờ bà muốn ngồi ở đâu bà nói đi. Bây giờ ngồi lên đùi đi cho nó êm. Trời ơi, đây banh cái chân ra ngồi lên. Ôi đỡ đau không? Đỡ không? Rồi nè, làm miếng thuốc đi. Không uống đâu. Thuốc gì đâu mà uống cả tuần lễ rồi. Không có hết bệnh gì hết trơn hết trời á. Mà nó còn nặng thêm nữa. Không thấy không, mặt mũi tôi bây giờ nó sưng rồi. Chân tay bây giờ nó cũng đau. Bây giờ thiếu điều cái mông tôi nó ngồi không được nữa đây nè. Tôi nói cho bà nghe, bà ráng đi uống mua tới mấy triệu lận. Uống đi cho nó hết đau, bà hết đau cái giò tôi nó mới đi được. Làm sao giò mới đi được? Bà ngồi kiểu này ông nội tôi chịu không nổi nữa. Cầm đi. Không uống mà. Uống đi, uống cho nó no. Làm gì no? Ví dụ không trị bệnh nó cũng no khỏi mất công ăn cơm. Ừ. Nè, mình ơi, mình hãy cố gượng dậy mà uống vài viên thuốc. Ơi. Ôi thần linh ơi. Đi đâu hả? Thấy ghê quá à, nghĩ ghê. Già rồi mà tự nhiên còn tình cảm gì. Mắc cỡ đi về. Đi vô đây bà ơi, xa. Bà vô đây bà nội. Đi ngồi xuống coi. Cái gì đâu mà người này ngồi chồng lên người kia vậy? Bà nhà tôi bà bị bệnh. Bà ngồi không có được, đau cái mông.
Phải lấy cái đùi kê cho bà ngồi. Ôi không gà gán thì bà để bà nói. Để tôi đi, tội nghiệp. Khoan khoan, để tôi rút cái giọt. Quá ra nhờ tê quá trời. Hớp ơi, Hớp là bạn tốt của Hớp đúng không? Đúng rồi. Cho ngồi ké cái Múp ơi. Hả? À, đó. Ê, bên này êm hơn à nha. Sao, khỏe chưa? Chưa khỏe bà ơi, nó bệnh nặng hơn nữa. Ôi, giờ ngồi không được bà ơi. Vậy sao bữa nghe nói đi khám bác sĩ gì rồi? Đi khám rồi. Ông thầy đó, ông nói tôi bị tim. Bị tim? Bị xương. Bị xương. Nói chung ông nói tôi bị bệnh hầm xà lằn sáng cấu gì luôn. Hầm xà lằn sáng cấu là nói chung là bấy bộ đồ bấy rồi, bấy hết rồi. Được rồi. Cho nên bây giờ cho thuốc uống. Mà uống một tuần lễ này rồi mà nó không có hết. Nó càng ngày, nó càng nặng. Gì vậy? Bà đánh răng chưa vậy? Trời ơi, đừng có giỡn, bệnh chứ sạch sẽ lắm. Nói nhẹ nhẹ. Qua đây ngồi nè mình. Nói nhẹ, tôi nghe cái mùi này nó hắc hắc á. Mùi gì? Mùi nó hắc lắm. Tôi thấy hình như nó hắc hắc ở đâu đây nè. Hắc cái gì? Uống thuốc đi. Ê, nhà có kho mắm không vậy? Sao bà á dữ vậy? Thôi gắng dựa vô đi. Nè uống miếng thuốc coi. Không uống đâu. Gắng uống đi. Không uống. Gì bà? Thuốc mua mấy triệu đó. Trời ơi, cái thuốc gì mà thấy ghê vậy? Mấy triệu của người ta mua của thôi quá. Rồi cái mùi như mùi mắm vậy đó. Cái thuốc này nó quý lắm, bà biết không? Tôi sẽ nhìn quen quen ta. Nè, thuốc này ta lấy ở dưới đá ngầm á, đem lên cả ngàn năm á. Tôi nhìn cái thuốc này quen lắm. Quen đâu quen? Thì tôi thấy nó ở đâu rồi. Tở chưa? Sáng. Chưa. Ê! Gì bà? Gì vậy? Cái thuốc này là thuốc giống của cha Bảy Gù uống nè. Là sao? Phải mua ở cái chỗ bán thuốc ô la la la. Đúng rồi. Đúng không? Trời nổi tiếng mà. Ở bên Facebook người ta đưa vô. Thấy chưa? Tôi nhìn cái viên thuốc đen thui nè. Cái nắp vàng vàng, cái hũ trong trong mà không có chữ nghĩa, không có cách hướng dẫn sử dụng. Trời ơi, chết rồi, bị gạt rồi. Gạt cái gì? Ông Bảy hồi sáng tôi mới đưa ông vô cấp cứu kìa. Ủa sao vậy? Ngộ độc. Trời đất. Ổng cũng bệnh, không biết ai giới thiệu ổng vô Facebook đó đó, Facebook đó. Cái chia sẻ, share bài, rồi like bài, rồi comment, rồi vô trong cái tiệm đó, mua thuốc uống mấy chục triệu. Ta nói uống xong tự nhiên người lên cơn mệt, nằm vật vã vậy nè. Vậy nè, vậy nè, xong cái gọi điện tôi, cái thuốc điện thoại lên. Alo, không nói được tiếng nào hết, thở. Tôi lập tức chạy qua nhà. Tôi chạy qua nhà tôi thấy ổng nằm lật ngửa vậy nè. Tôi bế ổng vô bệnh viện. Tôi không quên đem theo lọ thuốc, tại tôi thấy để kế bên ổng. Tôi xách theo vô bác sĩ cấp cứu, cho thở oxy đàng hoàng. Rồi á, người ta đem cái viên thuốc này ra xét nghiệm. Dưới mạch đá ngầm. Sai. Chứ gì? Đây, nguyên liệu chính làm từ khoai lang. Hả? Cộng thêm thuốc giảm đau. Cái gì? Cộng mà thuốc giảm đau không được cấp phép. Cái gì? Kèm theo đó là chút xíu lọ nồi cho nó có màu đen quyền như vậy nè. Trời. Mình ơi, vậy mà nó bán cho mình 5 triệu. Ôi, thì ra là lỗi của Apple Facebook. Cái gì vậy trời? Ý ông nói là Facebook đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè. Nó chia sẻ, nó chỉ tôi cái chỗ này. Tôi biết rồi, Facebook người ta chỉ sống ảo thôi, người ta chỉ làm ảo thôi. Ông tin nó làm chi mà ông phải biết coi cái thông tin nào đúng, cái thông tin nào chính xác. Cái này ông làm gì ông hại vợ ông rồi đó. Mình ơi. Ôi, thần Linh ơi. Bà kêu thần Linh xuống đây hốt bà đi vô lẹ hả? À, không, không. Đi gặp bác sĩ sợ, mình. Tôi sợ chết lắm luôn rồi. Bây giờ phải đi khám bác sĩ mình ơi. Ôi bác sĩ ơi, mình bác sĩ ơi. Gì đó em đang lau dọn hả?
Lau dọn cái gì? Bạn. Lấy cái khăn lên coi coi. Dạ. Ừ. Nè. Trời đất ơi. Anh nói bao nhiêu lần rồi, không có được ăn me. Sao ăn hoài vậy? Em thèm. Thèm cái gì mà thèm? Anh nói rồi, ăn me thì sẽ không thể đẻ được con trai. Muốn đẻ sanh được con trai là phải ăn ngọt, hiểu chưa? Cái gì vậy anh? Đây. Con trai con gái á, là bác sĩ người ta nói rồi, là đâu phải là do cái chuyện ăn uống đâu, nó ở trong cơ thể mình rồi. Con trai thì con trai, mà con gái là con gái thôi, đâu có thể nào thay đổi được. Đâu phải do ăn uống đâu mà anh cứ ép ăn đồ ngọt hoài, sao em ăn nổi. Ăn đồ ngọt nhiều mập á hả? Lên cân thì tiểu đường không có tốt đâu. Nè, bây giờ anh hỏi em một câu, em có nghe lời anh hay không? Thôi được rồi, mệt quá. Vợ bầu bí không thương thôi, mới đi về cái la người ta rồi. Là sao không là? Đâu có rổ me đâu. Đâu? Chi hả? Đưa cho anh. Giấu hả? Anh giấu chờ anh đi ăn tiếp hay sao? Không được ăn hay chưa? Trời ơi. Cái gì? Cái gì đây? Anh mua đồ cho em nè. Đó. Đó, kẹo nè, thấy không? Đó. Cái gì vậy anh? Bánh nè, thấy chưa? Đủ loại bánh hết á. Tha hồ mà ăn. Đó. Cái gì? Em cứ ăn hết cái này cho anh. Đó. Bánh kem là kẹo nè, thấy chưa? Đó, kẹo có dâu nè. Rất là ngon, thấy chưa? Trời ơi. Đây, đây, đó, đường hoa. Đường hoa đặc biệt. Thấy chưa? Ăn là bổ dưỡng nha, em ăn như là tinh thần em sẽ sáng suốt. Đây, còn nữa nè. Đó, đây nè. Đường bon su siêu sạch nè. Chưa hết. Ăn cái này á thì sợ nó là em sẽ bị cổ nó khô đúng không? Có nước uống á, thấy chưa? Thôi được rồi, thôi được rồi. Thôi. Anh đừng có bày ra nữa. Em nhìn thấy đường ha, trời ơi. Em ngán lên tới tận cổ. Em phun ra đó, anh nghĩ sao mà anh bắt em ăn đường, nguyên một bịch đường. Trời ơi, anh ơi, em không thể nào mà em ăn đồ ngọt nổi như vậy đâu. Anh bắt em phải ăn. Ngán em không được quá, cái. Không ăn nổi. Sao không ăn nổi? Cái này có gì đâu mà khó ăn. Trời ơi, em nhìn em cứ cãi anh hoài. Quá. Em mệt quá. Mệt gì mà mệt. Đó, mệt là tại vì thiếu đường nên mới mệt. Hiểu chưa? Ăn đi. Nè, ăn nè. Ăn không? Anh mở thôi, cái thôi, 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 được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi, ừ. Từ từ rồi em ăn ha. Ừ. Bây giờ em nói nghe nè. Sao? Chiều nay á, em kho cá cho anh ăn nha, chịu không? Sao em giỡn hoài vậy? Em biết anh là không thích ăn cá kho mà. Em quên. Vậy thôi, chiều nay á, em cũng giục luôn cái bộ cờ tướng này. Cái em mua cho anh một bộ cờ lô tô nha. Quậy mà. Anh thích cờ tướng, đâu thích chơi lô tô đâu. Anh cái gì thích... sở thích của anh, em đừng có gì mà bắt anh sửa hết trơn. Anh thích đánh cờ tướng, anh không thích chơi lô tô. Anh không bao giờ thích ăn cá kho. Đúng. Đó là sở thích của anh. Chứ sao? Vậy thì đây không phải là sở thích của em, mà sở thích của em đó là ăn me, ăn đồ chua, anh hiểu không? Trời ơi. Đưa đây. Tại sao á? Em gài anh phải không? Tại vì anh á, anh lúc nào anh cũng bắt người ta theo sở thích của anh, còn anh thì không cho người ta được làm những gì theo sở thích của người ta. Nhưng mà anh là chồng em, anh nói em phải nghe. Nhưng mà em là vợ của anh. Em cứ cãi anh hoài vậy hả? Thôi em không cãi với anh nữa. Bây giờ em đi ra chợ nè, em mua một xe me về em ăn luôn. Cái gì không vậy? Nói chuyện với anh nữa. Em không nghĩ cho mình, em không nghĩ cho con mình chứ. Bực mình. Vợ ơi, gì không nói không bao giờ nó nghe. Tùng ơi, Tùng có nhà không con? Tùng ơi, Tùng. Lộn nhà rồi. Ôi, xin lỗi chú nghe, lộn nhà. Chứ không phải. Ủa, nay chú không có đi quay phim hả? Sao chú ở nhà vậy? Hả? Dạ. Xin lỗi, tôi tưởng nhà cháu tôi. Xin lỗi nghe chú Tài. Khoan chú. Hả? Sao mà nhìn mặt chú quen vậy? Hả? Dạ. Phải. Chú Tư phải không? Dạ đúng rồi. Ủa trời ơi. Chú biết tôi luôn hả? Con Tùng nè. Tùng nào? Tí Tùng, cháu của chú. Trời ơi, cháu ruột cháu của chú mà chú không nhận ra là chết rồi. Mày đó hả Tùng? Dạ. Trời ơi, sao mày đập nát mặt mày làm giống y như ông Chí Tài vậy trời? Trời ơi, giống thôi gì đập phát mà. Trời ơi, hồi nhỏ đó là gia đình thấy mày hao hao giống ông Chí Tài thôi. Mà không ngờ bây giờ mày đi đập nát, gắn thêm cái mụn ruồi ở đây nữa trời đất ơi. Tao vô tao tưởng tao lộn nhà ông Chí Tài không à.
Trời ơi, sao vậy? Sao mà treo hình ổng tùm lum vậy? Thần tượng ổng. Thần tượng muốn sanh con trai mà giống ổng. Trời mày đi quá. Mày ghép hình vô để chạy. Ông ơi, lộn nhà rồi, đi ra đi, đứng quậy vậy. Đâu lộn nhà, nhà của nó. Vậy hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Ủa, ai vậy? Hiếm từ mày chứ ai. Vậy hả? Ờ. Sao đi giống khét quốc vậy? Bà nội này bà cũng giống mày nè. Đó. Mặc dù tao là chú ruột của mày, nhưng mà bà đáng lẽ phải là thím cô ruột của mày thì đúng hơn á. Bà cũng đi đập nát cái mặt bà nè. Ủa sao vậy? Mặt bà đó là mặt mâm mà giờ nè thành mặt chữ Y luôn, thấy rõ ràng không? Chữ Y người ta gọi là V Lai. V đâu mà V? V người ta có cái hình vậy, còn bà là nó tuột xuống gì? Bà là Y Lai. Hai bên họ biết, họ biết cái mặt y như là chữ y vậy đó. Thôi con mời chú Thúy ngồi. Tao đã nói mày rồi, mày có mê con trai thì mày mê, nhưng mà nói nghe nè, đừng có để. Sao vậy? Mày cắt cái hình ai đẹp đẹp chút xíu, cắt hình cha Chí Tài mày để lên, con mày mà nó đẻ ra mà nó già kiểu này là tao chạy trước đó, mày hiểu không? Chú cứ vậy hoài, chú giỡn không à? Trời ơi, trời dễ thương mà. Trời ơi, mày quá là mày. Ông Chí Tài ông không biết mày, ông mà vô đây cái là ổng sợ luôn đó, hiểu không? Mà cho ổng trần truồng hết trơn tội vậy nè. Trần truồng, con nít cái gì? Con nít cái gì? Ghép hình tội quá. Thế nên ngồi. Dạ, mời Thiếu ngồi. Sao mặt trầm buồn vậy? Không, thì vào nhà cảm thấy ngôi nhà nó quá sang trọng và nó rất là hợp với dáng em. Em thôi. Bà nội, bà dưới Cà Mau chứ phải bà bên Mỹ, bà về ha. Bà nói tiếng Việt thẳng cho tôi. Nghe chưa, đứng thẳng lên. Đứng thẳng không có được, nãy giờ cố gắng dữ lắm á. Sao vậy Thím? Sao vậy? Nặng quá. Kêu bà đàn sợi dây chuyền á, khoảng mấy chỉ thôi. Dạ. Bà chơi bà dến cho mày 12 cây. Ủa vậy? Đi ra đường á, ha, cướp nó chặt cái đầu bà đó, bà không còn cái miệng để ăn cơm cho bà hay. Nguy hiểm lắm Thím. Vô duyên quá. Nè, bây giờ có đem đồ lên tặng cho con. Dạ. Thím tặng cho con cốc ổi xoài nè, ở dưới quê cây nhà lá vườn nha. Đúng rồi, vợ mày có bầu đúng không? Nghe nói nó thích đồ chua. Hai vợ chồng ta đem đồ chua lên cho nó. Đúng rồi. Trời chú Thím ơi, khổ quá. Con đang có cái lệnh là cấm ăn chua. Sao vậy? Kêu vợ con phải ăn ngọt, có đẻ là con trai mà cô chú Thím đem ba cái thứ lên làm cái gì? Cho giết con rồi. Why? Cà Why Mau gì? Bà là Cà Mau, bà mới đi học tiếng Anh có 2 ngày về nói tiếng Anh không à. Tại sao? Không có được uống rượu. Ủa, nói gì? Why gì đó? Không phải. Bà nói why, bà nói tiếng Anh là tại sao. Tại sao? À, trời ơi, phát âm không có rõ mà cũng bày đặt nữa bà ơi. Nè, mày nghĩ sao vậy? Hả? Tự nhiên mày ép vợ mày cho ăn đồ ngọt hả? Dạ. Không cho ăn đồ chua? Không cho ăn đồ chua. Why? Tại sao? Tại sao? Người ta nói là ăn đồ ngọt thì sẽ con đẻ con trai. À. Còn ăn đồ chua thì sẽ đẻ con gái. À, mà tính muốn con trai. Mà thí dụ nó đẻ con gái thì sao? No. Hả? Trai gái gì cũng như nhau. À. Con nào cũng là con. Ừ. Con trai cũng là con. Con gái cũng là con. Con bóng. Gì vậy trời? Chính nói cái gì vậy? Trời đất ơi, bà này bà muốn nó đánh bà coi như là bòm đầu hay sao vậy? Tự nhiên chưa gì trù con nó, con bóng là sao? Con tôi bãi. Quên. Trời ơi, Thím nói nửa câu rồi chú nói nguyên quạch tẹt rồi. Chết rồi. Thôi được rồi, hai chú cháu lâu ngày gặp nhau nói chuyện đi nha. À. Để Thím đem đồ vô trong. À. Rồi Thím có con gà, Thím làm cơm cho cả nhà mình sum vầy với nhau. Ok. Như là bà chưa uống thuốc hay sao á. Sao Thím đi chậm quá vậy Thím? Bà sắp chết rồi đó mày. Ngày nào Thím đi vậy? Bà ngày nói gì? Ban đêm, ta đang nằm ngủ, bà cứ lướt qua lướt lại mấy lần tưởng ma không vậy đó. Bà nghe là chết. Bà nói mày nghe, mày đừng có cái tánh đó, hiểu không? Đừng có cho vợ mình ăn ngọt quá, ăn cái gì mà nhiều quá là nó không có tác dụng mà nó sẽ có cái hại trong đó, hiểu không? Ví dụ ăn chua nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn ngọt nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn mặn nhiều quá là sẽ phù thủng giống như mày, hiểu không? Mày nhìn đi, mày bao giờ không có soi gương hả? Mặt mày bây giờ y như mặt mâm vậy. Mặt gì đâu mà thiệt tình đấy đẹp. Đem cái này lên cho vợ mày nó ăn, đừng có ép nó, hiểu không? Sở thích nó muốn ăn cái gì nó ăn, sanh con trai con gái cũng giống nhau thôi. Trời đất ơi, xoài chú mua gì nó có mấy chục dữ vậy? Trời, tao tính hốt hơn nguyên một chợ đem lên á, nhưng mà... Chú ơi, chú dẹp chú con đi. Dẹp cái gì mà dẹp? Cái gì mà dẹp? Con nó không cho nó ăn chua rồi mà chú cứ bỏ lên ngoài. Bỏ lên cho con đi. Để ngọt vô.
dẹp hết ba cái đồ ngọt. Nó muốn ăn cái gì nó ăn, nghe không? Hồi xưa ta ép bà đó, ta thích con gái đó. Ta thích con gái. Rồi chú cho ăn cái gì? Ăn đồ chua. Ép bà, ép qua ép dẫn sanh ra con trai, nghe không? Thằng con đầu lòng của chú là con trai, thấy không? Mà đừng có ép. Chắc là chú sao đó chứ không có chuyện đó đâu. Sao gì? Ta nói thôi giờ nè. Cái gì? Con với chú lâu ngày rồi không có chơi cờ tướng ha. À, bây giờ chú cháu mình làm gián đi nha. Được không? Chơi cờ tướng hả? Cờ tướng. Ủa sao này mở sao vậy chú? Rồi. Đó, lấy ra đi. À, chú có vẻ chuyên nghiệp quá ha. Chuyên nghiệp cái gì? Đâu? Rồi, xếp vô chú. Chú lấy đỏ đi ha. Mày màu xanh phải không? Dạ. Rồi, sắp cờ đi. Ôi. Dạ dạ, cái gì vậy? Trời ơi, ông tướng mà mày sắp ở đây là đâu có đúng. Ông tướng mà mày sắp từ lưa vậy? Chú ơi, chú làm sao rằng cờ tướng bằng con được? Ông tướng phải đứng ở chỗ này. Mày nghĩ sao ông tướng là phải tiến lên trên chứ? Tướng gì mà nấp tướng gì? Hiểu gì trên đây? Tướng cướp thì nó phải nấp. Trời đất ơi, triều đình bắt nó làm sao? Cha ơi là cha, đây là cờ tướng. Tướng sĩ tượng là quân sĩ triều đình, chứ không phải tướng cướp. Mày điên à? Tướng cướp cái gì? Tướng là phải đi đầu, thiên ngang dẫn đầu. Con nói là tướng đứng đây. Tao nói tướng đứng đầu. Con nói tướng đứng đây. Tướng không có núp, tướng phải ở đây. Con nói tướng ở đây. Tao nói ở đây nha mày. Tại sao mày cãi nó gọi thằng lùn? Mày kêu ai là thằng lùn đó? Thằng mặt mâm hả? Trời đất ơi, bây giờ mày sao hả? Mày hỗn quá trời quá đó các bạn. Không phải, nhưng mà tại vì giai dế là con kêu chú là chú thôi, chứ thật ra là tuổi của con là lớn hơn chú 2 tuổi mà. Lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà ông nội của mày là ba ruột của tao. Tao ra đời sau, nhưng mà tao là con của ông nội mày lận. Mày hỗn hả mày? Mày hỗn hả? Hả? Bây giờ sao? Mày muốn tao quậy nát cái nhà này không? Hả? Thôi tao quậy cho mày coi. Hả? Tao quậy sang bằng cái nhà này luôn nha. Con cháu gì vậy mày? Hả? Mày im đi thằng Long. Không la thằng. À, xin lỗi. Thôi lại đi, chú làm con bị bức xúc quá. Trời, tức quá. Trời ơi, tao ra đời sao nhưng mà tao ra đời sao nhưng mà tao vẫn là chú ruột của mày. Dạ, con xin lỗi chú, con lỡ lời được chưa? Khổ quá vậy đánh cờ. Ngồi xuống mày. Mày tưởng mày bự hơn tao mày ngon hả đây? Mày là chó tao cho mày. Mày kêu tao lùng nữa tao giả tét miệng mày. Bây giờ chú đứng con mới thấy chú cao nè. Ngồi xuống đi chú. Ờ, lùng trở lại rồi đó. Thôi nha. Giỡn chơi chú làm dữ. Giỡn cái gì mà giỡn. Rồi. Không, bởi vậy tao nói ha, cờ bạc á là lúc nào cũng vậy hết trơn á. Yeah. Ha, hay là nó sanh ra coi như là sang bằng, không còn là chú cháu tôn tiêu trật tự vậy đó. Dẹp, không có chơi nữa. Lâu ngày không gặp rồi. Lâu quá rồi, hồi xưa hồi lúc còn nhỏ á, tụi mình hay chơi năm 10 nè, hay chơi quảnh tù xì nè. Bây giờ chơi quảnh tù xì đi. Cái này vui, quảnh tù xì vui nè. Quảnh tù xì tát nát mặt đi. Thôi. Đứa nào thua là bị tát thôi, nát thôi, mặt. Thôi chơi đó, nó hại da mặt lắm. Nó ảnh hưởng tới sắc đẹp lắm. Bơm quá phải không? Mày bơm quá, mày sợ tát văng silicon ra ngoài phải không? Có chú ơi. Hả? Mặt con này là nó mặt tự nhiên mà. Cái gì vậy nè? Bây giờ chơi gì ra, ăn gì đây, vô cho vui nè. Ê. Quảnh tù xì ăn me đi. Đứa nào thua ăn me. À, cũng hay. Ăn hết để cho vợ con khỏi ăn. À, đúng rồi. đúng rồi. Giờ quảnh tù xì nha. Không ai cho ăn da nghe mày. Không ai gian á. Rồi, thua là phải ăn một trái nha. Rồi. Không đâu rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3 Ăn. Ngon lắm con. Me dốt. Tao nhìn không mà hai hàm răng tao muốn đi du lịch. Ê, hết trơn. Ăn. Nhai mày. Nhai mày nuốt đàng hoàng. Rồi chơi tiếp con. Đó, ừ, đúng rồi. Rồi xong. Này, cái gì? Không chơi nữa. Sao vậy? Chú chơi ăn gian quá. Làm gì ăn gian? Mày ra cái búa hoài vậy? Ủa, ai biểu mày ngu mày ra cái kéo hoài làm chi? Mày biết người ta ra cái búa hoài thì mày ra cái khác đi. Ai biểu mày ngu mày ra cái kéo, đúng không? Được rồi, chơi tiếp. Chơi tiếp không?
Chắc chắn là cái búa đó nè. Chứ sao. Bắt đầu. 1, 2, 3. Cái gì kỳ vậy? Tao biết thế nào mày cũng ra cái bao à. Này, ăn đi bé yêu. Ô, một rổ me bé đã xài hết luôn rồi. Ăn đi, ngu mà ngu, ngu từ nhỏ tới lớn ngu. Biết người ta ra cái búa, ra cái bao là người ta sẽ ra cái kéo, mình phải ra cái búa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Có chơi nữa không? Ủa? Thôi còn trái chơi nữa đi, chơi nữa. Con chào chú. Ủa con? Ôi, chú Tư bữa nay đi đâu mà bảnh tỏn quá vậy ta? Chú đi ăn đám cưới. Trời ơi. Ngồi từ từ, ngồi từ dạ, từ. Dạ, nghe dạ. Nói con có bầu phải không? Dạ. Chú vui tiến đi ăn đám cưới xong rồi ghé thăm con luôn. Ôi, dạ. Mà bữa nay tao vui, trong lòng tao nó vui vậy. Ủa sao vậy chú? Có một cái cảm giác rất là sảng khoái luôn con. Mới trúng số phải không? Không có, còn hơn trúng số nữa. Ủa, rồi sao vui dữ vậy? Mới vừa tàn sát thằng chồng mày. Ủa, là nguyên sao chú? Nguyên một rổ me, chơi quảnh tù xì, đứa nào thua ăn me, nó ăn còn con trái. Cười hoài. Con trái thì chơi luôn đi, biết đâu tao ăn. Thua, đâu ăn. Coi chừng tao ăn, nó trả thù. Trả thù, phải không? Còn cái nè, nha, suy nghĩ kỹ nha. Chơi chú luôn. Suy nghĩ cho kỹ nha. 1, 2, 3. Lê, lê. Nguyên siêu thị me mày ăn hết luôn rồi đó. Trời ơi chú ơi, con nhìn ảnh ăn me mà con sướng gì đâu á chú. Tại chú Tư biết sao không? Tại vì ảnh cấm con ăn me mà chú Tư. Chú nghe rồi. Anh không cho con ăn me, thành ra bây giờ anh ăn me là con đã lắm luôn á. Nãy giờ chú la đó, không có được ăn cái gì quá lố. Dạ. Không có được ăn đồ ngọt quá nhiều cũng không nên. Ăn chua quá nhiều cũng không tốt, mà ăn mặn quá nhiều cũng không được. Dạ. Không? Mà con đang có thai, con cũng vậy nữa. Không? Con lúc nào con thèm quá thì con hãy ăn. Con đừng có ăn lố quá là cũng không có tốt, con hiểu chưa? Dạ. Đó, con... hiểu chưa? Mày ăn hết nguyên một siêu thị me nè. Ăn cơm đi. Thiển ra còn. Ai vậy? Thiển còn đó. Con nhìn một cái mà con đứng hình luôn đó. Có ai phụ tôi không? Dạ dạ dạ. Trời ơi thiếp lấy ơi. Ra. Sao mà dạo này thiếp Tư khác dữ vậy nè? Bà chơi thân với Thẩm Mỹ Viện đó con. Thiếp càng ngày càng trẻ đúng không con? Đó là lý do mà chú mới vui như vậy phải không? Không con. Ê. Vui là ở đây. Hồi nãy giờ tàn sát chồng mày thấy vui, bà xuất hiện cái tao thấy tao thảng thốt. Từ nãy giờ tôi bên trong mà tôi nghe hết đó. Ông chơi xù xì với nó phải không? Ừ. Ông thắng nó đúng không? Nó thua ông chứ gì? Ừ. Nó ngu quá. Chứ gặp tôi mà tôi thua kiểu đó tôi cào mặt ông rồi. Mày nghĩ sao mà mày cứ ra một cái này phải đổi liên tục. Mình phải có cái đầu, mình phải suy nghĩ chứ con. Thiệp. Thiếp nhỏ hơn con 12 tuổi đó. Nhưng đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, mặc dù vai vế là bà là lớn hơn nó, nhưng bà tuổi á, bà thua người ta tới mười mấy tuổi lần đó. Nhưng mà vẫn làm thiếp người ta. Thiếp nhưng mà xưng hô tên tuổi đàng hoàng dạy bà bao nhiêu lần rồi. Hả? Thần kinh không có ổn định. Sáng chiều uống thuốc, bà không uống thuốc. Chú Tư bình tĩnh đi chú Tư. Chú Tư bình tĩnh để mình nạt nộ bà mới chịu. Lúc nào la bà mặt bà cũng như mặt bàn rồi đó. Không phản ứng một cái gì hết trơn. Từ ngày sửa cái mặt xong rồi, mặt căng ra không còn cảm xúc. Giờ không biết trong lòng là vui hay buồn nữa đó. Chú Tư. Này thì vui hay buồn vậy? Vui lắm. Trời ơi. Sao vậy Tư? Đang rất vui, tại vì ông dạy đúng quá mà tôi đang rất vui. À, đó vui đó thấy chưa? Mày căng quá mà. Nếu bộ căng. Như vậy buồn sao thím Tư? Đó bà đang buồn đó. Ủa sao nó giống y chang vậy? Cơ mặt bị chết rồi con. Trời ơi, khổ quá. Con bây giờ bỏ đi, bây giờ mình vô cái vấn đề chính nè. Mình ăn uống đồ đàng hoàng, con có bầu đó. Nghe không, con phải ăn uống đàng hoàng dạ. Phải không con? Nhưng mà sẵn có thím Tư với lại chú Tư ở đây á, nói với chồng con giùm con một tiếng đi. Tối ngày bắt con ăn đồ ngọt hoài à. Ăn từ sáng tới tối, bắt con ăn nguyên một cái bọc đường, làm sao mà con ăn nổi. Ảnh á, là ảnh nghĩ rằng á, là ăn đồ ngọt á, thì mới có con trai. Còn con thèm chua là chỉ đẻ ra con gái thôi hà. Thì hồi nãy thím cũng đã nói nó rồi, con trai con gái gì cũng là con của mình hết. Dạ. Con trai cũng là con gái cũng là con bóng. Trời đất ơi. Sao tự nhiên không
chuyện ngăn cái mặt của tôi lại, cái miệng của tôi lại, biết tôi nói bậy rồi mà để tôi nói hết. Có miệng bác kìa, bây giờ nói chuyện cũng không có thoải mái được. Hồi xưa miệng rộng á thì kệ nó đi, đi mai ở phía trong rồi nè, mai lại rồi giờ nói chuyện á, nói mở miệng không được. Bực mình ra. Sáng chiều uống thuốc không uống. Sao không bị gì vậy? Con xin phép vô trong. Anh đi đâu? Giờ này đi đâu? Giờ này là giờ ăn uống rồi nè. Ăn cái gì? Không ai chua nó có cái tác dụng á. Ăn chua uống nước mặn mặn bây giờ. Sao nó hoài? Trời ơi. Thấy chưa? Mày thấy ăn một cái món gì đó mà nó quá lố thì nó sẽ gây tác hại chưa? Anh ơi. Nói xong chưa? Anh ơi, anh. Nó yếu quá rồi con. Dẫn nó đi đi con ơi. Để em thôi, nó không. Anh hả? Trời ơi, anh có sao không vậy anh? Sắp vô toilet vẫn có bông rồi phong. Ôi nè, nghe em nói đây nè. Bây giờ nè, có bắt em ăn đồ ngọt để có con trai nữa hay không? Không. Hứa rồi chưa? Anh hứa. Có cô chú làm chứng. Thôi cho nó đi đi, nó chịu hết nổi rồi. Đi đi. Cảm ơn. Khoan, để Thiếp nói với con một lời nè. Dạ, để có đây. Nhìn Thiếp nói ra lẹ giùm con Thiếp. Đáng đời. Trời ơi, có vậy thôi à. Trời ơi, trễ rồi.